Ngày trợ duyên quý vị an vui tiếng vang pháp quán. Nam mô Thân Kha Giá. Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh không? Cho Nhật Quỳnh dùng chư tôn đức vừa qua giao đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa giao đạo tràng. Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Vì là Trần Đạo không có trước máy rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút da ha sa. Tham mát đề sa na ya cha na ga tha. Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi ba rang a ya cha tha san ti tha sat ta ba ra cha kha cha ti ka de se tu tham mang a nu kam bi mang ba chang sa tham ma phê ri vi na yan cha ka yang su tan cha bang thang a phi tham ma chậm mang a cô ta dành tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bở tha nay dê bà đi xa và hoạt trên phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc già ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi cặp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để Ngài thử mít. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng chuẩn bị câu hỏi để hỏi Ngài, để Ngài có thể trả lời cho quý vị. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô Và Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô Và Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô Và Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hề Gia Kính Thưa Chư Cần Sinh Nam Cư Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thà Gia. Một ít thai á, dạ, chúng con nghe âm thanh của Ngài rất rõ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Ngài rõ không quý vị? Dạ, quý vị nghe có rõ không? Cho xin một tín hiệu à. Dạ, có vị nào nghe rõ không à? Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, vậy là đạo tràng chúng con đã nghe âm thanh của Ngài rõ rồi ạ. Năm một ít thai giá, dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay mà cũng có thể đưa những câu chích cháp lên để Nhật Quỳnh có thể đọc và Ngài sẽ trả lời quý vị ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi bằng câu chất chát qua. Dạ. Con thì chắc con phải mở hàng thôi. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ ngài cho con hỏi một câu này chắc cũng không phải không có lợi lạc lắm đâu, nhưng mà con hơi thắc mắc ạ. Dạ, hôm trước con nghe ngài giảng là Atula là địa thần cũng có quy lực, có giới hạn. Cái câu hỏi của con thì vì con ở Việt Nam đó, con thấy có những cái đình thần là tới gần Tết đó, là cái tháng 11 là người ta cúng thần rất là nhiều, ta cúng heo mà heo có nghĩa là heo làm rồi mà không có, coi như là không có quay, và cúng heo quay có mà cúng heo trắng cũng có. Thì ý con hỏi bạch ngài, ví dụ như đình thần như vậy thì cũng có những cái hạng thần như vậy, mà nếu mình có nên là cúng những cái đầu sống, hoặc là mình ví dụ như đình thần thì người ta đã tổ chức là như vậy rồi, nhưng mình là người Phật tử thì mình phải đi đến đó như thế nào bạch ngài? Ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị Phật tử, thì khi mình làm phước thì mình làm phước rồi mình cho người và cho mình, tức là mình làm phước xong rồi mình hồi hướng cái phước báo ra tới thân nhân thân bằng kỹ thuật đạo ba bản. Còn họ làm cái gì thì cái chuyện của họ nhận được hay không, hay họ sanh về cõi nào không, nó ngoài cái tầm tay của mình rồi. Nên là còn cái chuyện mà cung kiến giống như mình thấy ở ngoài đó, là nhiều người ta đoán ra hoặc người ta nói là ta nghĩ sao ta làm vậy, hoặc người ta nói người chết và báo mộng vậy, nhưng mà cái đó không có gì bảo đảm hết đó. Bởi cái đó thường là trong kinh điển Đức Phật không có dạy, thì mình khoan hả tin, khoan hả tin. Bởi vì đồng ý là có những chúng sanh như Asuraka giá tức Atula đó, là nó, hoặc là những chúng sanh lột loại ngạ quỷ đó, nó thọ hưởng những cái đó bằng cái môi, nó chỉ cần hửi là nó no rồi, chỉ cần có những chúng sanh khác thì nó không có làm được việc đó, mà nó phải thọ nhận bằng cách riêng của cái cảnh giới đó. Nên là khi mình tới những chỗ đó thì mình tới thôi, chứ ngó cho biết, chứ đừng có bây giờ rồi mình tin là cái đó vậy rồi mình kiếm cách là mình cũng làm như vậy thì không có nên. Tại vì chúng sanh cái cõi nào nó có cái vật thực của nó, thì có những cái loại chúng sanh ngạ quỷ thì nó hưởng vào những cái mùi vậy đó, nó về nó đó là nó cái mùi vô mũi là nó no. Hoặc là Atula cũng vậy. Còn những chúng sanh khác thì một số chúng sanh ngạ quỷ là phải có người hồi hướng phước báo tới nơi, mà làm phước là phải làm cho đúng cách. Hồi hướng thì mình có phước rồi mình cho thì người ta nhận được, tự nhận bằng cách ta xả thú thôi, thì hiện phước báo. Chứ còn hỏi cúng cơm cúng đồ nó ăn được hay không, mà chắc chắn là nó ăn không được. Nếu ăn được thì mà hết chứ sao còn được. Thầy mình cái nghĩ đâu làm đó, mà không có thông chánh tà thì nó xảy ra những cái chuyện mình thấy hằng ngày vậy đó. Nam Mô Bụt Tha á. À, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ơn ngài đã giải đáp câu hỏi của con. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, và Nhật Quỳnh thấy Thích Kim và quý anh chị em đã hữu vừa vào đầu tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời hoàng tay quý vị hoặc là những câu chết chát ạ. Và kính mời anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, kính mến mời Phạm Phượng, kính mời chị Meta, và mình kính mời Trần Đào, chắc hôm nay bận rồi thành ra không có cầm mic. Dạ, kính mời tất cả đạo tràng. Dạ, kính mời Tịnh An. Dạ, Nhật Quỳnh thấy. Dạ, kính mời Nguyên Trần 77, Trúc Nguyễn. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên và có những câu chích chát, thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc ạ. Dạ, con có một câu hỏi. Có người bị em và con xin post lên rồi con đọc và con thích ngài ạ. Kính bạch ngài, nếu mình đăng ký làm chủ dân y Katina, nhưng nếu chúng con không thể sắp xếp để về Việt Nam làm chủ lễ, chúng con có thể nhờ chư tăng hay tu nữ đại diện làm chủ lễ được không ạ? Nếu chư tăng ni
đại diện thì có phạm vào giới luật hay không? Kính sư hoan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ hơn. Kính tri ân ngài. Nam mô Bích Tha, giá con kính dân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, những lễ qua là phước quan trọng này, phải làm với tận tài thì cái phước nó mới nhiều. Thứ hai tâm tư bốn tứ từ nó mới đầy đủ. Chứ còn nếu mình nhờ vậy đó, thật sự ra thì trước khi làm có thể có, sau khi làm mà nghe người ta nói thì mình có thể có hoan hỷ, nhưng người ta ý trong khi làm nhiều khi nó không có. Đấy, cái thứ hai đó là mình là phạm nhân. Một khi mình nhờ người ta làm, cái tâm mình nó không bây giờ nó suy nghĩ ngay những cái điều mà mình đã nhờ, và nhiều khi nghĩ này nỉ nọ rồi bao nhiêu chuyện, lỡ là cái tật ý sau khi mình nhận được cái điều đó thì nó làm cho cái phước nó không có nhiều năng lực. Thành ra những cái lễ nghi là những cái thật sự là bây giờ họ bày ra nhiều cái chuyện nó không nằm trong giới luật, nhưng mình nhớ vậy nè, trước khi làm mình phải có cái tác ý liên quan tới đâu thì cái sự hiểu biết mình liên quan đó trong khi làm cũng có, và sau khi làm qua nghĩ cái phước đó, sau khi làm thời gian sau mình luôn luôn mình nghĩ tới cái phước đó, thì cái đó là cái quả nó rất là nhiều, quả nó đầy đủ. Còn cái chuyện mình nhờ thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà thật sự là phạm nhân của mình đó, khi mình nhờ ai đó cái tâm mình nó thường mà nó dao động ghê lắm, biết ta làm cái này có nọ rồi này kia không đó, cái đó là cái làm cho cái thiện pháp của mình nó không có nhiều năng lực nha. Thành ra khi mà làm ráng cố gắng mình làm cho nó đúng thì cái phước nó nhiều, cái nguyện mình nó mới thành. Cho mình nghe nói là cái nguyện mình nguyện để thành phiết khu rồi này kia thiện lại thì theo dòm dòm, nhưng mà đồng khi mà cái nhân của mình tạo nó không có nhiều năng lực thì cái nguyện của mình nó cũng không có thành, không có thành. Thành ra cái gì còn cái chuyện mà mình nhờ đó, ai làm gì đó thật sự nó không có dính vào pháp luật, luật hay pháp gì của ông sư đó. Bởi vì ông sư thì có tế chủ, mà cứ người đó là ai ông chưa tăng hồi đâu có cần biết. Bởi vì cái y đó là thường cái y mà làm lễ y là nghĩa là nó đặc biệt hơn các loại y khác. Thành ra khi mình nguyện dân cho chư tăng này nó đã thành rồi. Chứ nãy còn cái chuyện giao y, chuyện này chuyện nọ là cái nghi lễ của chư tăng. Nhưng mà thường thường mình phải nhìn tận nơi đi nhiễu Phật rồi này kia, những cái đó là qua lá cạnh của lễ dân y mà thôi. Chứ thật sự hồi xưa ở trong rừng người ta thấy có nhà sư đã đem y tới thầy dân, dân xong cái thì y ông sư nhận, ông sư xả thú rồi thì mình có phước báo đầy đủ rồi, chứ làm gì mà phải đi nhiễu Phật đi đồ đi nọ đâu. Thành ra cái chuyện đó quý vị đừng nên thắc mắc hay nên nghi ngờ gì, hay làm cho cái tâm mình nó dao động. Mấy cái đó là những cái qua lá cạnh về sau này thêm bớt cho thôi, chứ thật sự ra đó y mà không cần phải tiêm, cần phải đội gì cả, một trong ba miếng y đó là có thể làm là lễ dân y được rồi, chứ không cần phải đầy đủ rồi đội đi cho nó sang rồi này kem xong. Cái đó là những cái mà làm về sau thêm vô. Chứ hồi xưa mấy ông sư cũng ở trong rừng mà ở đó mà đi nhiễu là nhiễu cái gì nha. Thường thường người ta nhiễu Đức Phật đó là ta bày tỏ sự tôn kính theo cái phong tục của cái người Ma Cà Thá thời đó. Thì nào ta đi tới đó mà ta không đảnh lễ được Đức Phật đó, thì người ta trật cái áo người ta đằng mặt đó, cái y hay cái vải người ta bằng mặt đó, chừa vải trái ra rồi đi ba vòng để chứng tỏ rằng mình đã đảnh lễ được Đức Phật. Đức Phật không phải mình ai muốn gặp mà ai vô gặp dễ đâu, thưa quý vị. Giống như bây giờ cũng vậy đó. Bây giờ nào không tin đi qua mấy cái chùa mà có những bậc cao tăng thứ thiệt á, thì muốn đánh lễ gì đó không phải dễ đâu. Giờ phải đánh lễ ngoài cổng chùa rồi đi thôi, tại vì Phật tử đầy nhóc nó chờ để đánh lễ ngày. Thì mình không có thời gian nhiều đâu mà mình ngồi vô đánh lễ được. Như hồi xưa cái Sa Đo, mấy ngày Sa Đo nổi tiếng như ngày Thân Bô Lu hay là ngày U Bánh Đi Ta hay ngày Ma Si rồi đó, mấy đánh lễ dễ đâu quý vị. Nhưng cái đánh lễ Phật tử phương tiện từ xa tới đánh lễ về cổng rồi đi thôi. Thì cái này cũng vậy, mình làm cho nó đơn giản nhưng mà
đúng đúng một số đúng những chuyện được quy định, ví dụ cái y đó phải như thế nào và mai như thế nào cho đúng cách, rồi mình muốn tới dân chi tăng mà dân tất bệnh như thế nào đó, thì cái đó là nó thành tựu rồi, chứ không cần gì phải ấy đó. Nhưng mà thường thường bây giờ tại mình ở xa, mình muốn cho nó qua, mình lại xin làm chú lễ ngay là đồng nghề chuyện cái mật sinh si, cái mình phải nhờ người này nhờ người nọ, nội cái tâm mình mà nó sẽ quần trong lúc mình muốn nhờ ai đó đi làm chú lễ thế mình này kia, cái tâm mình được mất năng lực rất là nhiều. Là những cái chuyện để tạo phước báo một cách nó cho nó hoàn hảo vậy đó, quý vị nên suy nghĩ cho nó kỹ càng, tìm cái chùa nào gần cũng được, chùa nào có những vị sư thờ nhập cho đúng cách này kia đó, không cần gì phải ở Việt Nam hay đâu đó, mình gần ở ngay cả ở mấy nước ngoài quốc gia đó, chùa đó chùa Thái, chùa Miến Điện, chùa Miên, chùa Lào gì cũng được đó, chứ không cần gì phải chùa Việt Nam hay là chùa phải có ông sư đó hay là gì đó thì không có nên. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, thú sa thú đành thai. Dạ, những người bị em cho con nói là sa thú kính tri ân ngài. Dạ, nhờ con nói lại như vậy. Dạ, rất là sa thú khi ngài trả lời câu hỏi của cái vị này. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, mến chào Nguyên Trang. Dạ, anh chị em là hữu gửi vào đạo tràng. Nguyên Trang ơi, hôm nay Nguyên Trang có thể làm thị giả cho ngài không? Thì cho Nhục Bình một tín hiệu nha Nguyên Trang. Dạ, bây giờ thì Nhục Bình kính mời đạo tràng. Và mời quý vị có thể cho những câu hỏi hoặc đưa bàn tay. Và Nhật Quỳnh xin nhường mít ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, chưa có câu hỏi cũng chưa có bàn tay. Dạ, theo câu hỏi của ngài vừa trả lời thì con thấy ở Việt Nam bây giờ, ví dụ như con làm chủ lễ, xin làm chủ lễ dân y đi, ở một cái chùa nào đó đi, ví dụ nói như chùa Ngọc Đạt đi cho gần dễ hiểu đi. Dạ, ví dụ như chùa Ngọc Đạt đi, thì mình là thí chủ thì mình cũng phải theo cái nghi thức của cái chùa đó thôi, chứ mình cũng đâu có làm khác hơn được gì gì bạch sư, bạch ngài. Tại vì ví dụ như giờ cái chùa Ngọc Đạt cái thông lệ là phải là như vậy thì mình xin làm thí chủ, thì mình phải theo quy luật của chùa, chứ mình đâu có thể đơn giản quá cái vấn đề. Ví dụ như đi nhiễu Phật hoặc là dân khoa hoặc cái này khác đó, bạch ngài. Nếu mà mình có yêu cầu vậy là mình có làm khó cho cái vị trụ trì không bạch ngài? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, và ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kinh bạch Thầy Tôn. Dạ, kinh thưa cho quý vị, khi mình làm một phước gì thì giữa người nhận với người làm đều phải có những cái điều kiện nó tương đồng với nhau. Cái chùa nó ở cái chỗ có thể đi nhiều Phật được hay gì đó, mà nếu mình có thời gian thì mình đi nhiều Phật không có sao. Còn trong trường hợp mà mình ít thời gian muốn, thành ra chúng tôi mới nói là lựa chọn chùa nào cũng được, nếu mà cái chùa đó họ làm như là đúng cách nhưng mà tương đối đơn giản hay là có lợi cho mình, chứ không cần thiết là phải chùa A chùa B gì hết á. Bởi vì cái mình dân đó làm liền tới chư tăng, chứ mình không dân cá nhân ai nào đó. Nhưng mà tại bình thường mình không có đi chùa thuộc loại mà như thời Đức Phật, thành ra mình quen chùa nào thì mình làm lễ chùa đó thôi. Chứ còn thường đó, cái đó nó không có cần thiết là phải lựa chùa. Nhưng mà lựa cái cách mà cái chùa nào mà làm tương đối đúng luật nhất, đơn giản càng tốt, có thể rầm rà chút cũng không sao, nhưng mà đừng có quá. Phải ở đây quá anh kia thì nó phiền lắm. Nên là nhiều người ta nó có cái thì cũng có cái tật xấu chứ không. Thì coi trong kinh điển về vậy thì chừng làm mấy vị ông chùa đó quay quá, người ta làm nó lại nghi lần thôi, từ đó sao không thèm làm nữa. Hoặc là thí dụ như hoặc là hỏi đòi hỏi điều kiện này điều kiện đó, lý do tại sao mà quý vị thấy chùa Việt Nam mấy năm sau này đó là phải kêu sùm, chứ còn không có giống ngày xưa. Bởi vì người ta rảnh người ta đi Thái, đi Miến Điện, đi Lào, đi Miên, người ta làm nó tiện mà nó đỡ tốn hao nữa, không? Chứ còn gì kêu ta thấy chủ hùng ba bốn người cũng chưa đủ, thật sự là
Phật tử nếu nó giàu vậy thì nó thôi, chứ nói gì còn Phật tử đâu phải ai cũng giàu ở đâu ha. Thành ra cái gì cũng vậy, nó có cái điều kiện, nghĩa là không từng quá, không có dùng quá, dùng quá cũng không tốt, mà từng quá thì cũng không không có lợi cho lắm. Thành ra cái quan trọng nhất là nếu làm đúng lực, làm cho nó đàng hoàng thì tốt nhất. Còn bây giờ mình có làm rùm beng cánh mấy mà mình có mình bypass, tức là có những cái điều mình bỏ qua mình không làm ở đó thì cũng ai mất phước, thấy không? Mình nhớ là mình đang làm cái phước này phước lớn chứ không phải phước nhỏ. Phước này nó cho quả rất là khủng khiếp. Mà nếu mình dễ vui quá không nên, hay là mình căng quá nó cũng trật. Nên là cái phước mình ít trong phước ai hết đó. Mà nhiều khi phước ít là thôi làm lần đủ rồi, trong suốt hôm qua tầng kỳ chỉ làm có lần nên đó, nó cho quả rất yếu xìu. Thành ra cái vấn đề quan trọng là mình làm sao để mình giữ vững được đức tin, làm sao để cho cái lễ dân y nó phải thành tựu mới được. Chứ còn mà hãy nó nghe theo lại chùa quá, hoặc là nghe theo lại thí chủ quá, mà cái lễ dân y nó không nghe là không được tròn đủ theo luật pháp, hoặc không được hoàn hảo, thì cái đó là mình lãnh đủ. Nam mô Phật thầy á. Dạ, sa thú con thành kính ảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con thành kính ảnh lễ thượng tọa pháp thanh nhờ quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng và kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát à. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con mấy nay cũng còn đi lên internet để kiếm những bài giảng, và con thấy nhiều cái chùa làm cái lễ quá là lớn, và cũng con nghĩ là nếu mà mình xin làm thí chủ những chùa này chắc mình không có khả năng. Nhà mình đang thấy thì cũng đông vui mà con thấy cũng ngại ngại sao đó. Nhà thật sự là gì cũng thấy ngại ngại, thấy đông đảo quá, nhiều lễ lọc quá. Như vừa rồi con về con có dự lễ một cái chùa, quay qua quay lại quay tới quay lui dòng do tâm quốc đã đời, tới 12 giờ chưa tăng chưa được ăn cơm luôn. Dạ, lúc đó con có tới đó con dự cái lễ, cái dự trù của con là sẽ đi ra trước 12 giờ, nhưng cuối cùng là 12 giờ chưa xong, con phải nhịn đói con ra đi. Dạ, tại vì cái việc con phải đi nên là con thấy rất là nhiều lễ. Dạ, nên con cũng hỏi ngài như vậy. Dạ, Nhật Quỳnh nói dòng do để quý vị có ý tưởng để đưa bàn tay hoặc có những câu chết chát, và kính mời đạo trang à. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, chưa có hỏi Nguyên Trang bữa nay có làm thị giả cho ngài được không? Nguyên Trang, dạ, con xin hỏi tiếp một câu này mà con không biết con hỏi cái câu này không biết có đụng chạm hay không bạch ngài, nhưng mà tại con nghe, dạ, con nghe một thời pháp mà như vậy nên con định hỏi ngài là trong cái sách Phật học của mình đó có nói về một vị thiền sư và sống với người nữ để coi mình tu tập tới đâu. Khi gần gũi với người nữ nhưng để sống thử để biết cái mình tu được như thế nào. Ở ngoài thì người ta nhìn là nói là cái người này cái vị này phạm giới, nhưng thực sự là người này nói là để thử sức mình, dạ, để sức cho mình coi sức tu như thế nào. Dạ, bạch ngài có thể không ngài, mình có thể làm được cái chuyện đó không, khi mà mình tu thiền mà mình có thể gần gũi một người nữ mà mình có chánh niệm được không bạch ngài? Dạ, con kính dâng bái đến ngài, ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chữ tông thì dạ kinh thưa siêu gì ông nói chơi thì được chứ nói thiệt thì không có được. Tỳ kheo ngồi nơi khuất tai khuất mắt với người nữ đã phạm giới rồi thì đừng có nói chuyện lạ đó, nên Phật không cho phép. Cho nên cái thứ hai, tỳ kheo mà nói với người nữ nói liên tục sáu âm ba ly là đã phạm giới rồi đó. Thành ra khi mà nói vậy là phải nghe là có người nghe được hoặc có người thấy được, chứ không thể nào mà nói ở riêng. Chuyện không thể xảy ra. Nếu mà xảy ra thì sẽ xảy ra trong thiền tông của Chạch thôi, chứ còn của các nước theo Phật giáo truyền thống này không ai dám làm rồi đó.
ngồi cho cháu phước tay phước mắt ra là có chuyện rồi. Mình không làm vậy đó, nhưng vẫn phạm giới như thường, chứ không phải là mình tưởng mình không làm, nó không có phạm giới. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Nam mô Bích Tha, dạ, và Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời chị Metta, và mời Đạo Tràng ạ, mời quý vị có thể đưa những câu chích chát và cho những bàn tay ạ. Dạ, Bạch Ngài, ví dụ bữa con học ở trong cái lớp lớp học Bích Tha Thăm Má đó Bạch Ngài, thì con học cái kinh Trường Bộ 33, Pháp Ba Chi là ba pháp ngã mạn, tích sơ, quý tha. Thì câu hỏi của con là ví dụ như mình mà hạ mình quá, ví dụ như giờ mình đáng ngã tuổi là cha là chú đi, mà mình cứ hạ mình là con, và Bạch Ngài, mình hạ mình quá như vậy mình có rơi vào cái ngã mạn không Bạch Ngài? Nam mô Bích Tha giá, và con kính dân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, ngã mạn nó có chín chuyện, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là mình phải để ý là khi nào có ngã mạn biết liền, khi nào có sự so sánh giữa mình với người đó. Mà so sánh nó có ba cách, mỗi cách có ba thứ, cho nên là bằng hơn thua là ba cách là bằng thua hoặc là hơn. Nhưng mà nếu có sự so sánh với một cái chúng sanh nào khác thì đều là ngã mạn cả, chứ không phải là phải đợi như vậy vậy. Ví dụ mình thua, nghĩa là mình biết là thua, nhưng mà mình vẫn so sánh để với cái người nào mà mình nghĩ mình thua đó, tức là bởi cái tư tưởng mình mà có sự so sánh như vậy là đã là phạm rồi. Mình thua mình nghĩ mình hơn cũng là ngã mạn, mình thua mình nghĩ là bằng cũng là ngã mạn, nên nó có chính chuyện nó nói vậy đó. Nhưng mà khi nào trong cái tư tưởng mình nhìn người nào đó với cái sự so sánh giữa mình và người đó thì trong trường hợp ngã mạn nó rất là vi tế, cho nên không phải là nó phải như có bao nhiêu chuyện để nói để mới thành ngã mạn, không phải, không cần. Mình thua mình nghĩ mình thua đó là ngã mạn rồi, chứ bởi vì mình làm sao mình biết người ta cỡ nào mà nghĩ thua. Mình nghĩ người ta mình với ông có cạnh nào đó rồi mình nói ơi ông đó không giỏi, hay ông có doctor, mình chưa có doctor là mình thua ông này kia, ông xong cái đó chưa chắc. Nó có những cái chuyện mà nó rất là vì thế là trong cái sự ngã mạn đó, nếu khi nào có sự so sánh tức là đã có ngã mạn rồi. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú lành thai, và con kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của con ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Bữa nay đạo tràng hiện tại là có 32 cái nít, mà sao không có câu hỏi gì hết Bạch Ngài? Quý vị vào đạo tràng để nghe không là Bạch Ngài? Dạ, hoặc là quá giỏi rồi, hay là theo như Ngài thì là đạo tràng là sao Bạch Ngài? Một là giỏi, hai là dở, nên không có câu hỏi. Dạ Ngài, các câu hỏi này con nghe Ngài chỉ dạy cho con. Ví dụ như trong đạo tràng này có 32, 33 rồi. Dạ bây giờ thì 33 vị rồi mà không có câu hỏi, có nghĩa là đạo tràng này giỏi hay là dở Bạch Ngài? Con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hồi xưa chúng tôi lúc đi dạy, mới đi dạy ra cũng không ai hỏi, mình nghĩ là chắc tại mình nói tiếng Thái dở rồi không ai hỏi. Nhưng thật sự cái sự không hỏi nó để nó thể hiện cái tình trạng đó là người đó học xong hiểu hết, giỏi quá rồi, không có gì thắc mắc cả. Còn cái hoặc là người đó học xong rồi không biết gì hết, cũng không dám thắc mắc. Còn cái hàng ngày thứ ba đã biết nữa, không biết nữa cũng không hỏi, tại hỏi sao bị rầy, bị chửi ra cũng không hỏi luôn. Thành ra rốt cuộc không hỏi nó có vài trường hợp như vậy đó, mà chúng tôi không có thần thông để biết trong đạo tràng này không hỏi thuộc loại nào, hoặc là không biết gì hết.
hoặc là biết hết, hoặc là chỉ biết một nửa thôi. Thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi không thấy ai hỏi hết. Quý vị chỉ nằm một trong ba trường hợp đó mà thôi, nằm một với thầy á. Sa thú lành thai. Dạ, con thành kính tri ân Ngài đã trả lời các câu thắc mắc của con. Dạ, con cũng hơi thắc mắc như vậy. Dạ, mà Ngài nói thì con cũng bó tay luôn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, kính chào Huynh Minh Tâm về vào đạo tràng. Huynh Minh Tâm ơi, có anh thể làm thị giả cho Ngài hoặc là có câu hỏi gì không Huynh Minh Tâm? Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. À. Rồi, thêm một người xin ngồi nghe nữa. Dạ, bạch Ngài, hôm trước á, con học cái câu pháp cú 409. 409 á, thì con nghe cái duyên sự của cái bài pháp cú này. Dạ, câu hỏi của con á, bạch Ngài, ví dụ như mình nghĩ là mình người lớn hơn người đối diện. Thì vì nghĩ mình lớn hơn cái người, mình là người có quyền rầy, có quyền nói, để cho cái người đối diện mình đau lòng mà rơi nước mắt, thì có mang nghiệp không bạch Ngài? Có mang nghiệp gì không? Nếu là một vị cha mẹ hoặc là một vị thầy nói với con cái mình hoặc là nói với đệ tử mình mà mình rầy mà rầy nặng, và rầy mà để cho người đó đau lòng nín rơi nước mắt á, thì mình có mang nghiệp gì không? Mà nếu mình biết mà nếu mà mình đã lỡ nói như vậy rồi thì mình làm thế nào để có thể mình bớt cái nghiệp quả mình không bạch Ngài? Và con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tôn Ngài. Dạ, kính thưa chư vị, khi mình mở miệng ra tức là mình đã tạo nghiệp rồi, một là nghiệp thiện, hai nghiệp bất thiện. Ví dụ mình nói cái lời phải để khuyên người ta cái gì đó thì mình mang cái nghiệp thiện, tức là còn mình nói cái lời mà làm cho người ta đau lòng hay gì đó là mình đã tạo cái khẩu nghiệp bất thiện. Đừng mang nghiệp thiện hay bất thiện hết á. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi quý vị mà đã tạo nghiệp rồi đó thì cái chuyện mà mình muốn làm cho nó bớt năng lực, bớt này bớt nọ là cái chuyện không thể làm được. Không thể làm được. Mà cái chuyện mình sám hối là để cho cái tâm mình nó bớt, bớt cái sự hối hận nào này kia thôi, chứ hỏi nó có mất không thì không bao giờ mất cả. Thí dụ ông sư ông khuyên quý vị là đừng nên rời vô lửa. Rồi quý vị rời vô lửa rồi đó, thì quý vị lửa nó nóng, quý vị bị phỏng. Có thể nói quý vị không tin thì quý vị rời thế. Bây giờ quý vị bị phỏng rồi đó, quý vị xin lỗi ngọn lửa hay là xin lỗi ông sư, người khuyên mình đó. Giờ quý vị có xin lỗi ngọn lửa, xin lỗi ông sư, thì cái dấu thái thẹo nó vẫn còn như thường, chẳng thể nào nó hết được. Nên là nhớ. Mà khi mà nó còn thì có hai trường hợp xảy ra. Như lý do mình tạo nhiều cái nghiệp tốt, nó theo không kịp để nó trả quả thì nó sẽ trình vô hiệu nghiệp. Mà nó theo lúc nào thì nó tó mình như thường. Đệ nhất thần thông giống như ngày Móc Hành La Ná, nó theo nó vẫn bầm, nó làm tương cự đà đó, không thấy không? Anh nói đừng có bây giờ suy nghĩ rồi. Thành ra trước khi nói, trước khi làm, đều ráng cố gắng mình suy nghĩ để mình nói cái lời đó. Nó là một cái thiện pháp. Thành ra mình có làm nô lệ của thiện pháp không sao. Lúc nào nó thích thì nó cho. Ấy, còn không có, nó không thích thì thôi. Đó. Thì nó dành cho hiệu nghiệp thì tốt cho mình. Chứ còn mình muốn nó vô hiệu nghiệp không được. Còn mình muốn cho nó ấy cũng không có được. Không một cái thai á. À, sa thú, con
thành kính tri ân ngài. Dạ con đã hiểu rồi. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ con thấy cái con có một câu hỏi. Chào ai kêu em đó và như thật nhà quý chị em, quý chị anh em về vào đạo tràng ạ. À. Dạ kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chất chát ạ. À. Dạ câu hỏi của Sô Phá Ná Chí Tá. Kính sư giảng cho con thế nào là 11 khía cạnh của pháp hữu vi, gần xa thô tế, vân vân. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thì pháp hữu vi nó có 11 khía cạnh đó, còn giảng như thế nào nó khía cạnh đó là phải dính liền với cái pháp hữu vi. Thứ nhất pháp hữu vi nó có 11 chuyện để nói. Thứ nhất là nó đã có trong lúc hiện tại thì quá khứ nó phải có và tương lai nó cũng sẽ có đó. Và cái pháp đó khi nó có rồi thì nó có bên trong chấp ạ, hoặc bên ngoài. Ví dụ cái sắc nó là đối tượng của con mắt mình thì nó là sắc cảnh sắc, nhưng mà nếu mà nó phát sinh trong người mình đối với người khác thì nó là phái tá, tức là bên ngoài, cái bên trong cái bên ngoài. Có những đối tượng mình có thể thấy bằng mắt được, có những đối tượng không thể thấy bằng mắt được, thì cái đó là thô thiển hay là vi tế. Đó. Có những cái pháp thì nó rất là nghe soi với cái điều kiện thì nó rất là thấp kém sâu xa, còn những có những cái pháp thì nó thuộc gọi là nó cao thượng. Đó. Thành ra đó là tổng cộng có 11 chuyện để nói về pháp vô vi. Thì bây giờ hỏi giảng là giảng như thế nào, đó là cái trạng thái có sẵn của tất cả các pháp vô vi. Đức Phật dạy cho mình biết nếu là pháp vô vi thì nó phải có những cái điều kiện đó. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ con thấy Sô Phá Ná Chí Tá đã dâng ngài ba cái hoa rồi. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời bằng tay quý vị và những câu chết chát. À dạ đạo tràng có thể đưa những câu hỏi bằng câu chết chát hoặc bằng tay, chứ để Nhật Quỳnh hỏi hoài thì Nhật Quỳnh hỏi không có sâu xa về trong giáo pháp đâu. Nhật Quỳnh chỉ biết những cái gì trước mắt Nhật Quỳnh thấy thì Nhật Quỳnh hỏi thôi, còn về Phật pháp thì sâu xa thì Nhật Quỳnh không có rõ như quý vị đâu. Nên mong rằng quý vị đưa những câu hỏi, để có những câu hỏi như vậy thì Nhật Quỳnh được học nhiều hơn. À Nam Mô Bổn Thầy. Dạ dạ kính chào Lệ Hoa vừa vào đầu trang. Dạ bạch ngài, cũng chưa có câu hỏi nữa, con cũng không thể nào để nhà rung mà trống vắng được. Dạ con xin được hỏi tiếp một câu nữa. Dạ bạch ngài, là con thấy những cái lễ ở bên nước ngoài đó, nhất là bên Lào vậy đó. À kính chào huynh kinh về vào đạo tràng. Dạ thì con thấy thường người nữ hoặc người nam mà cư sĩ đều vắt dắt cái khăn. Trong cái ngày dân y đó bạch ngài, đều dạ dạ cảm ơn ai kêu đó. Dạ Nhật Quỳnh làm sai rồi, để Nhật Quỳnh sửa. Dạ tại lúc nãy Nhật Quỳnh cũng hơi vội một chút. Dạ cảm ơn. Dạ bạch ngài thì con thấy những người trong cái lễ dân y thì những người nam và nữ cư sĩ thường gắt cái khăn như vậy nè, cái phong tục như thế nào mà dắt cái khăn vậy bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự những cận sinh đang nữ ở các nước theo Phật giáo truyền thống đó, thì thường họ đi chùa họ không có mặc quần giống như cô bên mình nữa. Họ mặc cái sarong trắng, cái áo con trắng ngoài. Thành ra thường họ có cái khăn dắt dài đó. Thứ nhất
là để họ gặp ông sư cái đó, mà cái chỗ đó nó không được sạch sẽ thì người ta trải khăn ra, người ta quỳ rồi đó, người ta lại ông sư, ta đánh lễ ông sư. Còn trong trường hợp khi mà họ vô họ ngồi á, ngồi trước mặt ông sư hay trước mặt bần Phật á, tại lý do là họ mặc sờ rong thành ra họ ngồi vào, rằng họ ngồi cái kiểu mà hai chân ghép phía sau thì nữa, thì nhiều khi có cái sự sơ hở nó không có đẹp, thành ra họ lấy cái đó họ che, lấy cái đó họ đẩy hai cái đầu gối á, đẩy hai đầu gối đó. Thành ra là cái thấy người nào nó có cái gói khăn qua quấn như vậy đó, rất là tiện lợi. Thứ nhất là để che đầu gối thì ngồi, và không để trải ra là quỳ xuống để đánh lễ chư tăng, nếu mà trong trường hợp mà ngoài đường hay là gì rồi này kia xong đó, những cái vị mà cận sinh nam một sinh nữ bên đó là họ gặp một sư là ở đâu là họ lại đó, chứ họ không có giống như mình là phải vô chùa ở có ấy mới qua. Hồi xưa mà cái lúc mà năm 1945 mà mấy ông sư mà đi ra bên này mà đi ra ngoài mà gặp dân Lào, dân Miên, dân Thái ra rầu lắm, đang đi chờ trời vậy đó, mà nó cũng quỳ trước trời nó lại biết ra rầu lắm, chứ không phải dễ, không phải như Việt Nam ngồi đàng hoàng. Là cái mục đích của cái khăn đó là vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú con kính tri ân ngài. Dạ, con thấy cứ những vị mặc đồ vậy nên con lấy làm lạ. Dạ, huynh kính có sẵn sàng chưa? Dạ, Nhật Quỳnh hỏi một câu nữa, nếu mà trong đầu tràng không có câu hỏi nào chắc lên hoặc đưa bàn tay thì kính mời huynh kính ha. Dạ, có định tuệ song tu cũng mới vừa vào đầu tràng. Dạ, nếu định tuệ song tu có câu hỏi thì chắc lên cho Nhật Quỳnh đọc để ngài trả lời cho Nhật Quỳnh học ạ. Dạ, ngài chỉ dạy dùm cho con á, tại vì con thấy tại sao mà Phật giáo á thì thường có cái hình tượng hoa sen, ví dụ như tượng Phật thì ngồi trên tòa sen, hoặc là thường thường là những cái hình ảnh gì mà liên quan tới Đức Phật á, là đều có hoa sen. Và lý do tại sao là những hình tượng là thường có hoa sen mạch ngài, đối với đạo Phật thì thường là có hoa sen nhà sự tích và cái ý nghĩa như thế nào, ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, nó thật sự ra là cái hoa sen xuất hiện từ lúc nào thì chúng tôi không có biết, nhưng mà đại khái cái hoa sen nở trong bụng mà nó không có lấm lem, không có gì đó chứng tỏ sự trong sạch. Cái thứ hai, Đức Phật có ví dụ mấy lần những người giống như hoa sen á, bốn loại ra loại, còn như nước loại trời mặt nước loại đang nở dùm dùm đó. Nhưng mà cái đó chúng tôi tìm cái nguồn gốc từ đầu khoảng nào thì không thể nói, bởi vì Đức Phật Bồ Tát cái ngày mà xuống cái gốc cây để hành thiền, lúc đó ngồi trên cái cỏ thường thôi, cỏ của ông dân chứ là gì có hoa sen gì đâu trong đó, thấy không? Thành ra mấy cái bồ đoàn mà Đức Phật ngồi trong lúc mà thành đạo đó, mà một cái tay mà để là chỉ xuống đất á, thì thường thường là họ ta làm giống như bó cỏ chứ không ai đó, chỉ có Việt Nam nào cũng ngồi qua sen hết. Cái chỗ để tay xuống đó là tức là trong lúc mà Mai Dương tới đòi cái bồ đoàn đó, ngài mới chuyển đất, ngài nói đất làm chứng đó. Mới là những cái chuyện sau này nó thành qua sen hết thì không hiểu tại sao, thì chúng tôi cái đó thì thật sự là không có rõ. Nhưng mà nên nhớ Bồ Tát ấy, có những cái chuyện mà mình đọc rồi mình thấy nó rất kỳ đó. Ví dụ như Đức Phật đi đâu ngoài đường thì cũng có cái hào quang xung quanh ấy, cái đó là chuyện không có. Lâu lâu cần biểu diễn thì ngài mới xè đen thần thông mới thấy cái đó thôi, ngài biểu diễn thần thông mới thấy cái đó thôi. Cho nên nhớ là mấy ông ngày ngủ rồi đèn, mấy ông tới ngủ cũng không biết ngày là ai, mà làm sao nếu mà ngày có hậu qua ngày sớm mấy họ để ngày ngủ ngoài cái chỗ cái lò đèn của ông thợ đèn đâu. Nên là ngày đi ra đường giống như chúng ta thôi, không có gì khác đó. Mà đều có cái tướng ngày, thì đối với cái người mà có học có hỏi biết là tướng của bậc đại nhân. Chứ còn mình lúc đó mà có gặp Đức Phật chắc mình cũng tưởng
cái giật giống như mình chứ làm sao mà mình lấy được. Thành ra có những cái mà ngồi chỗ nào họ quan xuất hiện đâu. Mình nhớ trong 7 tuần lễ đầu, tuần lễ mà ngày quan sát về duyên hệ, duyên khởi này kia xong thì nói cái lúc đó mới xuất hiện hào quang sáu màu, xuất hiện lúc đó thôi chứ làm gì mà đi đâu cũng cái hào quang nó đi theo hết. Nó thật sự ra đó, mình cứ nghĩ bây giờ mình đi ra ngoài đường thấy một người có cái hào quang mà che xung quanh, đi vào lúc mình cũng hoảng hồn, tưởng đâu ma nhập chứ làm sao vậy được. Thấy không, là có những cái chúng tôi không tìm ra cái nguyên do tại sao có những cái chuyện như vậy. Thành ra cái đó thì không rõ từ lúc nào, nhưng mà đại khái qua xem nó có một số cái sự trong sạch này ôm sùm để thiền thường trong một số bài kinh Đức Phật có ví dụ cái đó thôi, còn nó xuất hiện từ lúc nào thì chúng tôi không có tìm chưa thấy cái chỗ mà giải thích rõ ràng ở chỗ đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con hành kính tri ân ngài ạ. Dạ, con nghe ngài giảng dạy con cũng rất là hoan hỷ. Dạ, con đã từng đi qua Ấn Độ thì con cũng thấy một chỗ ngài ngồi thì có một vị lại trải cỏ để cho ngài ngồi, chứ không có thấy sen. Mà con thấy ở Việt Nam đó thì con thấy rất là cái chỗ nào cũng có sen, và con cũng không có rõ lắm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng và đưa những bàn tay của mình lên hoặc có những câu chết chát à. Dạ, Định Tuệ Song Tu có câu hỏi không? Dạ, quý vị có câu hỏi không ạ? Dạ, rồi Nhục Quỳnh thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu rồi. Dạ, kính cảm ơn Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, Kinh Kalama có dạy: Này các Kalama, chớ có tin khi kinh điển truyền tụng, vì vị sa môn đó là bậc đạo hạnh, đạo sư của mình, vân vân. Nếu không nương tựa vào bậc đạo sư là Đức Thế Tôn, không nương tựa vào kinh điển, thì làm sao phân biệt được đâu là thiện, đâu là bất thiện, để làm hai tránh? Vì chỗ này phải hiểu như thế nào thưa sư? Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tông hiền giả, kính thưa chư quý vị, trước khi trả lời câu hỏi này xin trả lời câu hỏi hai tuần trước đã từng rồi. Trình đại song tu không có vô phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên dao động, mà đưa cái chỗ là kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Thanh Đa Mù, cái đoạn này không có nằm ở trong cái bài kinh đó nên chúng tôi không biết tìm đâu ra. Tại vì muốn tìm thì phải vô dựa vào bản Bali hay là bản của tiếng Thái, nhưng mà tại vì tiếng Việt nên ra tìm không ra. Nhưng mà trong bài kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Thanh Đa Mù không có cái đoạn này. Nói để cho Định Tuệ Song Tu rõ. Cái thứ nhất là nhớ trong bài kinh Kalama đó, Đức Phật không có đối với Đức Thế Tôn. Bởi vì đối với Đức Thế Tôn đó, ngài dạy 84.000 bài pháp của ngài, thực tế là theo ngài nó đa là 82.000 bài pháp, còn 2.000 bài pháp của cái khác mình không có khả năng mình đọc hết cái đó. Thành ra khi có vị nào nói tôi nghe từ miệng Đức Thế Tôn như vậy thì quý vị phải tìm cách và hỏi vị nào đi, trong kinh có hay trong luật có hay không, lúc đó mới nên tin. Còn nếu trong kinh có, trong luật không có gì đó là không nên tin. Đó là đối với, còn đối với cái ở ngoài đó thì quý vị có thể tin, không có chuyện đó không quan trọng. Người Kalama không hỏi cái câu mà con có nên tin Đức Thế Tôn hay không, mà nói là có ông đó tới nói vậy, ông kia tới nói vậy, thì ngài khuyên đừng có tin mấy ông đó, phải dựa vào những cái điều kiện như vậy. Nhưng mà không phải là Đức không vì không có tin ngài, nên nhớ chuyện đó. Nếu mà không tin ngài tại sao ngài nói câu phải y vào luật và y vào pháp, thấy không? Thì nó phải hiểu như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú và con thấy Định Tuệ Song Tu đã tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay và mời những câu chết chát à. Dạ, bây giờ thì
Vinh Kinh có thể cứu bầu được chưa Vinh Kinh? Vinh Kinh có thể cứu bầu được không thì cứu Nhật Quỳnh đi. Dạ, để Nhật Quỳnh hỏi quà kỳ quá Vinh ơi. Dạ, đeo mắt kiến được là chắc là cứu được rồi phải không? Dạ, kính mời Vinh nha. Dạ, mời quý thầy đó. Kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào tất cả quý vị. Kính lễ thượng tọa Liễu Tông. Thì sẵn cái câu của định tại sùng tu hỏi đó, con cũng hỏi cái vấn đề mà trong cái này, thì nếu mà một người mà người ta giờ đang sống cái thời giờ đó, thì mà nghe những vị này những vị kia nói thì người ta không có hiểu rõ về chánh pháp, thì dựa vào căn cứ vào đâu để người ta biết đó là đúng pháp, cái đó là sai pháp, như thế nào gọi là một cái pháp mà cần phải nương theo và như thế nào là một pháp cần phải từ bỏ, thì họ căn cứ vào đâu sư? Con cũng thỉnh thượng tọa Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn mày, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mà họ không có cái khả năng đó thì chắc chắn là họ đi rửa tội hay gì khác, rồi mình cũng có càng không có được. Ở đây là khi nào mình, Đức Phật nói rõ ràng là khi nào mà mình có cái ông Đông Dỗ Ngực Sơn, ông là học trò của Đức Bồ Thế Tôn Khô Tà Má, nói vậy nói vậy thì mình khoan tin, nhưng mà mình phải y vào kinh dạy vào pháp, tức là lên nhờ ông Google đó ha. Trong cõi người ta cái gì không cứ biết thì cứ la lên Google help me đó, thì để mình có thể mình lựa ra để mình học. Chứ còn nếu mà mình không có biết gì hết á thì chắc chắn là mình là chắc chắn là ai nói đâu bà đâu tin đó thì không thông chánh tà được là vậy ha. Thành ra thế là phải học cái đó, mình học rồi mình tới cho đó mình học rồi mình mới có khả năng để mình question được. Mà khi question mà nó vô những cái chỗ mà không phù hợp với nhân quả thì mình có quyền mình không tin, mình tìm với người khác để mình học. Chứ còn không học gì cả thì bây giờ như Quỳnh Quỳnh ra mình gặp với ông nào mày không hôm đét đâu ngoài đường mà Quỳnh có ca tụng bác thánh đạo gì ông xong nha, ông không tin mà ông còn nhiều khi rồi còn nản chơi Quỳnh một cái này cho mày không. Anh ra gặp người đó thì nên im lặng như bậc thánh, gặp mà không nói được lời pháp, tức là nói người ta không hiểu cái lời dạy theo chánh pháp của Đức Phật thì nên im lặng chứ không có khuyên can gì cả. Nam mô Bụt Thầy á. Sao thú, nhưng mà thời bây giờ giờ kính thưa sư, bây giờ thì Phật giáo còn không biết bao nhiêu là tông phái, thì bây giờ người ta dựa vào chỗ nào để biết cái nào là chánh pháp, cái nào là đúng pháp, cái nào là pháp. Ngay cả những Phật giáo như Nguyên Thủy người ta còn nói là gần như là Nguyên Thủy thôi, chứ người ta chưa có khẳng định đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như vậy đối với Phật giáo thì Đại Thừa có, rồi Tây Tạng có, rồi Bậc Tông, rồi đủ thứ Thiên Tai Tông, đủ thứ tông hết, thì mình làm sao mình biết được cái nào là đúng pháp? Dạ con cũng thỉnh chưa. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Không biết có đúng chánh pháp hay không thì dựa vào cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho bà Khô Tâm Ni á, Khô Tâm Ni Sutta đó, trong đó có 10 điều đó, 10 điều. Hỏi Phật tử của chúng tôi cũng không nhớ hết. Thì dụ như nếu mình hành mà mình bất tham, hay là mình hành tới cái người mà nhiều chuyện thành trở thành tri túc này kia, nó có 10 chuyện vậy đó. Đức Phật dạy cho bà Khô Tâm Ni, mình đem cái đó áp dụng thì chắc chắn là mình không thể đi sai đường được về cái đó. Thì nên để gì nào rảnh rảnh vô cái việc mà kho tàng võ học của thượng tọa Giác Giới đó, coi 10 cái điều mà liên quan tới Bạc Khô Tâm Mi đó sẽ thấy ha. Thì cái đó là chắc chắn, đó là cái cách mà Đức Phật dạy cho mình để mình biết cái nào là Phật đúng, là Phật dạy cái nào là không đúng đó. Có chỗ đàng hoàng chứ không phải không, nhưng mà rất tiếc là mình cái gì mình cũng học nhấp nháp hay là mình không thấy được mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nhưng mà có một vấn đề con thấy trong trong kinh đó thôi,
À, lúc nào Đức Thế Tôn cũng nói này các tỳ khưu như vậy, à, này các tỳ kheo ở đây là đem đó đây là pháp phải tu như thế nào đó, thì Đức Phật chỉ nói là các tỳ kheo thôi. Cái chữ tỳ kheo đây thì theo dân sư mình phải hiểu như thế nào, thì một người tỳ kheo đó là một người đã xuất gia, đã phát nguyện là trở thành một vị tỳ khưu hay là như thế nào, là sao Đức Phật không nói là tỳ kheo rồi sa di rồi cư sĩ, mà Đức Phật chỉ có dạy những vị tỳ khưu thôi. Và con cũng thành chưa Nam mô Bất Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, chư tỳ kheo đây có ba ông nghĩa nhưng mà chúng ta không có bàn nghĩa của nó. Nhưng mà Đức Phật nói này, chư tỳ kheo tức là chỉ dạng tới chúng, huynh có bốn người con. Người ta nói là bốn người con, người đầu tên A, người thứ hai tên gì, bốn người con tất cả. Thành ra khi người ta thấy người đầu tên là Nguyễn Văn Hai, thì khi người ta gặp huynh á, người ta giới thiệu đây là ba thằng Hai. Chứ người ta không nói ba cả bốn người ba thằng hai thôi, chứ nói vậy là ta biết là ông này là con cả, ông là thằng hai. Còn ba người kia nói ngoại trừ tạng luật thì có một số điều dành cho tỳ kheo đồng ý, nhưng mà tạng nghe nó kêu ngoài luật đó, pháp đó, tức là tạng kinh và tạng di diệu pháp dạy cho hàng tứ chúng chứ không phải là dạy cho mình ai, ngoại trừ luật có những cái điều á áp dụng cho hàng tới chúng, có những điều chỉ áp dụng cho tỳ kheo hoặc có những cái điều áp dụng cho tỳ kheo ni mà thôi, chứ không có, bởi vì cái đó là nó riêng biệt từng cái. Nhưng mà đối với pháp của Đức Phật đó là khi mà nói tỳ kheo tức là chỉ chung cho hàng tới chúng, bởi chỉ tỳ kheo đối với tạng luật đó, thì mới phân ra người đó phải cầu đạo phải gì đó. Nhưng mà trong tạng kinh chữ tỳ kheo đó có nghĩa là người thấy rõ luân hồi hoặc là người thấy rõ con đường để đi ra khỏi luân hồi, được gọi là tỳ kheo. Thí dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật dạy cho cái đám dân Cù Lú đó, ngài kêu tỳ kheo chứ ngài rồi mà lúc đó đâu có ông sư nào, rồi ngài đâu mà ngài cũng tỳ kheo vậy, thì cũng trong trường hợp này cũng vậy đó. Gặp người ta nói là ba thằng hai chứ người ta không nói ba ba thằng hai ba thằng bốn được. Đó là cái trường hợp rồi, mình nên hiểu nó là như vậy. Nam mô Bổn Thầy á. À, sao tới sao tới nhà kiểm tra được tội vi phạm. Quý vị có câu hỏi thì cứ đưa lên nha, ai muốn gì giơ tay để đỡ mất thời gian. Thì sẵn chưa nói về cái kinh Tứ Niệm Xứ, con cũng xin cùng tỉnh sư trả lời dùng cái câu mà Đức Phật dạy là ê ca ca giá nô là con đường độc nhất thì sư. Thì tại sao mình đã có lúc thì nói là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp uẩn, rồi có lúc thì nói con đường này ghi con nọ, rồi cuối cùng Đức Phật tuyên bố là Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất. Thì cái chữ con đường duy nhất này theo như ý của Đức Phật lúc này là Đức Phật nói là như thế nào? Dạ con cũng vẫn thưa. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị, con đường duy nhất nó có bốn nằm nghĩa khác nhau. Thường thường chúng tôi dùng cái nghĩa thứ tư đó, đó là cái nghĩa mà trong kinh giải nó là con đường đi của một người chỉ cho Đức Phật, con người chỉ có giáo pháp này có, tức là Phật giáo, và con đường này để cái gì đó là ai muốn đắc thì đi trên con đường đó. Con thứ tư là con đường để dẫn tới sự tới niết bàn, thì chúng tôi thường thường dùng, nếu gì vô rung này thường nghe chúng tôi nói đó, con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất tức là tới niệm xứ đó, thì có 80 mấy ngàn bài pháp đây nữa cũng chỉ giảng giải con đường này mà thôi. Nó được dẫn tới mục tiêu duy nhất tức là ra khỏi luân hồi, ngoài ra không có con đường nào khác hết á. À, thì ai cả giới đồ mắc cô là cái là con đường này, đa số là gì con đường duy nhất là vậy. Sau này có nhiều người nói là chịch gì không đúng vậy đó, thì quý vị đó nên lật chú giải ra, chú giải ra coi sẽ thấy chú giải họ giải thích rõ ràng có bốn bốn hay năm chuyện gì để nói thôi. Nhưng mà chúng tôi khi đề cập đến một chuyện thôi, tức là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất, quý vị có đi đâu đi mà quý vị không đi trên con đường đó thì không bao giờ thoát khỏi luân hồi cả. Còn đi bao lâu đó chuyện khác, mình có thể đi một một à, tầng kỳ hay là tầng kỳ, hoặc có thể em đi hoài hoài cũng tới, tại điểm nào tôi nháp đi hoài cũng tới. Nằm một cái thai giá. Xa thôi, xa thôi, cái trường nội không. Nhưng mà trong trong cái vấn đề này thì ví dụ như có người ta chỉ cần tu về giới thôi,
À, ta thọ giới, ta giữ giới như vậy thôi. Dạ, nếu mà người mà ta chỉ cần giữ giới thôi, không có tu về niệm, tu về định, thì người ta có thể là thành tựu được cứu cánh không thôi. À, hay là bắt buộc phải đi vào cái con đường đạo lộ của tinh xứ này, là con cũng thành xứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, nếu mà nói vậy đó thì không có không 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 được. Bởi vì cái ngày mà ông một cái vị mà bình thường vô để tu thành tỳ kheo rồi này đó, thì Đức Phật dạy cái phần đầu bốn điều cấm, bốn điều để làm gì, bốn cái điều đó là gì, là cái pháp phải hành là giới định tuệ. Thành ra nếu mình không đi cho đủ giới định tuệ thì không bao giờ đi ra khỏi được đó. Nếu mình đi giới định thì cũng không ra khỏi luân hồi bởi thiếu tuệ, mà mình đi giới rồi tuệ cũng không thể được, bởi vì định là nhân đưa đến tuệ. Đó, nó phải đủ ba chi chứ mình không ra mình nói sao nói, chứ phải đi trong vòng ba chi nó mới đủ. Thành ra ngay cái bát thánh đạo là tám tám chi đó đó, con đường tám chi đó, nếu mà chia ra là ba vẫn là giới định tuệ như thường. Thành ra không có con đường nào khác ngoài con đường giới định tuệ cả. Nhưng mà con đường giới định tuệ đó, nhiều khi Đức Phật nói tùy giải thích tùy theo người. Ví dụ như cái người học rất nhiều rồi đó, hiểu đây, thì ngài chỉ cần nói một hai chữ mà thôi là người ta có thể ta biết được. Thành ra ngài dạy rất là ngắn nha. Ví dụ như là đây là con đường ê cây với đâu mất, con đường đó là gì, tứ niệm xứ, chỉ cần nói vậy là người ta bắt đầu ta đi tới nơi được. Còn mình là đây, ngài gặp mình là ngài phải dạy, nghĩa là gần hết, gần có thể nói là gần 84.000 pháp môn mình mới biết đường mình đi. Hai cái nó khác nhau, là có lúc ngài nói dài, có lúc ngài nói ngắn, có lúc ngài chỉ con đường rất khác đó. Thành ra cái tùy theo cái ấy cái này đó. Tại sao Đức Phật gặp một hai người ngài chỉ nói ha về về phích về thăm minh trà ru banh trà ha, thế giới này chỉ hai chuyện nó nói thôi, danh sắc. Nhưng mà gặp người khác là nói có tới năm chuyện, là tới ngũ uẩn. Gặp người khác là nói tới 12 xứ, gặp người khác 18 chứ có 22 quyền. Mình nói vậy mình nói thời Đức Phật gặp sơ, mỗi gặp mỗi người ngài nói mỗi khác với đường nào đi tới. Quý vị có đi thì thấy danh sắc cũng giải thoát được như thường. Quý vị có thể thấy là ngũ uẩn vẫn giải thoát được như thường. Quý vị có thể thấy 12 xứ vẫn giải thoát được như thường, nếu mình đi cho tới nơi tới chỗ. Chứ bởi vì chúng sanh là muôn loại đảo điên, Đức Phật không thể nói một câu mà để cho cả bao nhiêu tỷ chúng sanh này có thể đi ra hết đường được. À, có người ngài nói nhiều, tại vì người đó trí tuệ ít. Còn mình ngài nói có lẽ là hết 45 năm trường pháp của ngài đó là mình vẫn chưa hiểu thì thường, tại vì mình nó phải nói cho thuộc người lạc vô nhân nha. À, một không một người có bốn hạng, mình hạng thứ năm. Thành ra ngày gặp mình ngày mới nói nhiều rồi, tập tới giờ đó thấy không, ngày niết bàn đã 2.000 mấy trăm năm mà mình chưa biết gì hết, mình không có thể ra vốn cực siêu tên được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao đó cái chơi từ từ không. Quý vị có câu hỏi đưa lên nha, để hỏi từ từ rồi trong khi chờ quý vị suy nghĩ. À, thì kính thưa thầy, nếu con nghe được những người không tu giới, người nào bất cứ một tôn giáo nào, khi mà đi vào trong cái trường thiền tu tập thì vô, thì mình không phải là tôn giáo đó thì ta không xin giới, nhưng mà ta tu về thiền, ta vô ta giữ chánh niệm kia thì ta cũng sẽ đắc được đạo quả. À, thì cái quan niệm này theo như như nãy sư trình bày thì nó có vẻ hơi là trái với nhau. À, bởi vì nếu không đi đủ ba cái giới định tuệ thì không thể thành tựu được, nhưng mà trong khi đó người ta là đạo Thiên Chúa, là đạo Hồi và là kia, nhưng mà người ta vô người ta tu về tứ niệm xứ. À, thì người ta nói do cái duyên tu tứ niệm xứ này nó sẽ dẫn dắt đưa họ thành tựu được đạo quả. À, thì theo như sư thì cái sự mà duyên như vậy thì duyên như thế nào hả? À, con cũng thật sự Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, Đức Phật là cái bậc mà Phật lực vô cùng, Phật trí vô biên, nhưng không thể độ người vô duyên. Tại chư duyên đó là vô duyên chứ không phải là gì đó. Mà nhớ cái chuyện đó, khi mà mình tới cái giáo pháp Đức Phật, bất cứ người đó là ai, mình phải nhập gia tùy tục.
nói tôi là đạo chúa, tôi chỉ học thiền thôi, tôi không cần biết ông Phật là ai. Nói cái câu đó là gì, thuộc loại gì, thí vô ơn nó không bao giờ đắc đạo quả đó, chứ đừng nói đi tới cuối cùng. Vô là phải nhập gia tùy tục, mình có thể mình quên ông chúa một hai ngày để mình làm theo cái điều kiện để coi kết quả như thế nào, rồi mình mới tính cái chuyện khác. Chứ còn nói qua tôi theo chúa tôi phải làm vậy, tôi chỉ thấy thiền của đạo Phật hay, tôi chỉ học thiền thôi, học thiền bớt quá được cái tâm an tịnh là nhiều, chứ không bao giờ đi tới nơi tới chốn cả. Bởi đi không trọn con đường giới định tuệ thì không bao giờ đắc đạo quả cả đó. Bây giờ đọc hết những cái bậc mà cao tăng thời Đức Phật cho tới bây giờ đó, cái gì nào mà không có giới, không có định, không có tuệ mà đắc được đâu đó. Vì nên nhớ những bà la môn hồi xưa đó, mà tới hỏi cậu Đức Phật một hai câu rồi có thể nghe xong đắc đó. Đa số những bà la môn đó đều cái gì chúng tôi không rõ, nhưng mà giới đều phải có, bởi vì họ có giới của họ, nhưng cái giới đó họ không có nói giống như cười giới của mình là phải cái đó không có, nhưng họ vẫn nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không làm các sai như tôi, chứ không phải lấy chứ không phải cái câu phải vô ấy rồi cái nghe pháp và đắc, rồi trong khi đó nghĩa là tối ngày cái lo sát sanh trộm cắp, đi đâu thấy ai để kính thì rình, để hở thì rình, không bao giờ đắc được đạo quả. Gặp ngay cái gặp Đức Phật cũng chẳng đắc được, chứ đừng nói là không gặp. Thành ra những cái lý luận đó là những lý luận là không có cơ sở gì cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sao bây giờ kể trơn được tự lòng. Dạ, nhưng mà cái trường hợp mà ta, con thí dụ như một người mà ta bên thuộc hệ phái mà như Bắc truyền á hả, người ta lên người ta đi vô ta tu thì người ta là đã là khác phái thì người ta, nhưng mà người ta vẫn có giới, người giới rồi ta vô ta tu gì thiệt, thì như vậy người những người mà không phải là xuất gia đúng theo cái giáo pháp của Đức Thế Tôn thì như vậy họ có thể tu được thành tựu của người và cứu cánh giải thoát mà. Là con cũng thỉnh thưa. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, muốn thành tựu giải thoát đều phải đi, bắt đầu tại quý vị đi ở mấy cái trường thiện Miến Điện, trường thiện Thái Lan, trường thiện Thứ Thiệt á, mấy cái ông mà Bắc Tông hay là từ Việt Nam, từ Singapore hay từ Taipei rồi kia vô đó, họ bắt tu lại hết. Còn nếu không bắt tu lại là họ bắt phải thọ 10 giới, chứ không có là muốn làm thì làm, không có đâu. Muốn làm thì làm là khi nào ở cái nơi mà không có chỉ để học mà thôi thì họ không có cần thiết. Nhưng mà anh vô hành thiền là họ bắt buộc. Quý vị không tin, quý vị hỏi rất nhiều người ha. Ngay cái ông đại hàng này hồi xưa đó, hồi chúng ta ở cái ông đại hàng đó là ông bên đó, ông là đàn đầu hòa thượng đó, tới chừng qua ngày xưa mình ngày nói nếu mà ông muốn tu cho nó đúng mức là ông phải tu lại. Cái ông không chịu, ông chịu ấy. Thì họ để ông muốn học thiền là chuyện của ông được không, nhưng mà không được, nghĩa là dính dấp gì tới chưa tăng đi vô đó, thì thường thường ông muốn ăn mà ông mặc đồ bên Bắc Tông, nhưng mà ông phải đi xếp hàng cùng với người đợi cư sĩ đó. Đâu hai ba ngày ông chịu không được, ông lên xin tu. Ông xin tu cái một hại cái ông về bển, ông cõi gì mà không biết, ông có cõi đúng cách hay không, cái chuyện đó chúng tôi không có biết. Cái chuyện ông qua lại hè, mà hè hôm sau ông qua lại ông mặc y. Ngày xưa mình chỉ hỏi anh cầu thì ông bỏ ông về. Ông về mà lại hai ông mặc y hay là mặc áo, hỏi câu thôi, không phải dễ đâu quý vị. Thành ra quý vị nếu mà không có đúng như cái những điều được ghi trong tạng luật rồi đó thì đừng hy vọng, bởi giới chắc chắn là không trong sạch, mà không trong sạch thì khỏi làm gì hết. Vậy nha, học cho biết, chứ còn học cho đắc thì không được, học cho biết thì đợi chào cho đắc hơn cũng được. Nam mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ đạo tràng, con kính đảnh lễ sư Thệ Siêu A Trần Liễu Tông. Con sám hối với ngài. Dạ, con có câu hỏi thưa sư Liễu Tông. Con thấy ngài Goenka đó, trường thiền của ngài Goenka đó thưa sư,
có nói rằng là bài pháp của ngài đó cho đại chúng biết sự lợi ích của 10 ngày vô trường thiền của ngài dạy, thì dù anh bất cứ đạo nào mà anh làm đúng cái quy trình thì đều có lợi lạc trong 10 ngày đó. Vậy thì những cái chuyện đó nó giống như sư nói là phải nhập gia tùy tục, tức là cũng phải theo nghi thức rồi mới vô thực hành, phải không thưa sư? Chứ ý pháp của ngài Goenka nói là đạo ai đi giữ, chỉ hành thiền trong cái coi là cái kỹ thuật thôi. Để mô Phật, con kính sư ạ, con sám hối với sư, con đã lộn tên của ngài. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn. Dạ, cái đường, cái pháp hành của Đức Phật á, nó có năm bậc tất cả. Bậc đầu tiên là tam, mình nhớ chứ, tam quy. Thứ hai là giới. Cái bậc thứ ba là tùy theo nếu một cư sĩ thì thập thiện hành những cái pháp gì khác. Nhưng cái ngạch thứ ba của ông sư á, phải là thú đông, tức là đầu đà đó. Thứ tư là định, thứ năm là tuệ. Bây giờ mà mình vô mình không biết ông thầy mình là ai, không biết cái người mà ra nghĩ ra cái pháp là ai. Rồi mình nói tôi không khen ông đó là ai, tôi chỉ vô tôi học những cái ông dạy thôi. Đầu tiên chứng tỏ là mười là A cả tinh nhu, tức là vô ơn thì không bao giờ mà thành đủ cái gì cả. Đừng có nói chuyện bình thường, cái gì cứ nghĩ vậy đi, đúng không? Đó, mình vô trước hết mình phải bày tỏ cái sự biết ơn người khác. Biết ơn cái người là để rồi mình phải theo, phải nhập gia tùy tục chứ mình không thể nói gì được. Mình vô ngày nào mình vô mình không cần xá Phật, cứ đi ngang bàn thờ đi chổng đi vậy bảo đảm không có lợi gì hết. Dù ở 100 ngày 1.000 ngày nữa là cũng không có lợi gì hết, chứ đừng nói 10 ngày. Bây giờ ông tin đi hỏi những người mà cái vô kiểu đó rồi ở trường thiền nó bao nhiêu lâu rồi ra thì có được gì không? Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú, con thấy thôi kệ đã tri ân ngài rồi. Dạ, năm giá, dạ, bây giờ thì con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, và con xin được đọc ạ. Kính thưa sư, trước khi Đức Phật thành đạo, đã có loại thiền định của ngoại đạo, niệm về các đề mục. Ca-ni-đa hả? Dạ, mình thấy cái chữ này. Dạ, Kasina. Kasina, dạ, đất, vân vân, lửa, vân vân, nước, vân vân, có thể dẫn đến đắc định. Vì nếu niệm câu A-di-đà-phật, hai hôm mani bát bát ni mê hồng bát ni hum thì có đúng chánh pháp không thưa sư? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch Chư Tôn, dạ, kính thưa chư quý vị. Những cái điều nào được tìm thấy trong 84.000 bài pháp được truyền tụng đó thì chắc chắn là đúng chánh pháp, còn ngược lại thì không có đúng. Bây giờ mình có niệm cái gì, cái đó là phương tiện để cho cái tâm mình nó được bình tĩnh trong khoảng thời gian đó nào đó thì được, nhưng mà đi cao hơn thì không có. Mới đầu mình mani bát mì hôm gì đó sao biết là mani bát mì hôm là không có được. Bởi vì mình ra cái câu mà người ta viết vậy đó, nó có cái nghĩa của nó không hay không, vì cái nghĩa rồi đó mà cái nghĩa đó mà thuộc là chế định 100% á thì thình thưa với quý vị đó, quý vị có đắc gì không được. Mà nhớ hồi xưa đó chẳng nhà đề mục như Kasina rồi kia một số đề mục á, nghĩa là Đức Phật khi mà ngài đắc đạo quả, ngài xây những ngày để cho Phật tử, để cho hàng tứ chúng hành, là tại vì nó có cái lợi, tức là nó tạo được cái định, được nó giúp cho định phát sanh. Nhưng mà nếu định phát sanh rồi mà mình không có
có rút ra khỏi cái đó để mình hành theo cái pháp, để mình thấy được thực tính pháp đó, thì chắc chắn cái đó cũng chỉ đi lên mấy cái cõi thiền mà thôi. Mà hãy nếu mà muốn đi lên mà cái đúng con đường để ra khỏi luân hồi đó, thì mình phải bỏ mấy cái đó. Cái đó chỉ là cái bước đầu mà thôi, để giúp cho cái tâm mình nó được định tĩnh thôi, chứ không phải là cái con đường để mà đi. Thành ra con đường mà đi đó, mình coi trong bài kinh tứ phương xứ thấy rồi, cây nó mắc khô cà phê đó, cây nó mắc khô, trong đó là cái là toàn là thấy thực tính pháp không. Dù rằng có những đề mục không có trực tiếp thấy thực tính pháp, nhưng mà hành thời gian sau vẫn thấy thực tính pháp nha thường. Thành ra chúng tôi mới nói là chế định nó có ba loại đó: chế định không có thực tính pháp, chế định có một nửa thực tính pháp, và chế định có 100% thực tính pháp. Thì những cái đề mục trong tiền tứ niệm xứ đó, đề mục về niệm thân thì nó có hai phần để nói. Một phần đó là có một nửa định, chế định có một nửa thực tính pháp. Thí dụ niệm về thể trược 32 đó, kệ xả lô ma nó khả, hoặc là niệm về tử thi chẳng hạn. Tại sao chúng ta có nói có một nửa? Bởi vì cái đó quý vị có thể hành thiền chỉ được, hành thiền định được. Ví dụ quý vị niệm là kệ xả tóc tóc không tóc đó, thì nó có ba chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là quý vị thấy cái màu, tức là quý vị có thể hành thiền chỉ qua đề mục kệ xả màu đen, hoặc là quý vị thấy cái tóc là nó có trạng thái không có được sạch sẽ, hay là bất mỹ, không đẹp gì đó, thì quý vị có thể hành cái đề mục niệm về tử thi được ngay cái đề mục cái tóc của mình đó, tức là đắc được sơ thiền. Còn nếu mà cả sinh là cả sinh ná đắc tới ngũ thiền đó. Còn nếu mà quý vị niệm đất 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 mà cái trạng thái mà thực tính của đất ta cứng mềm đó, thì lúc đó quý vị có thể đi thẳng vô thiền minh sát được liền. Thành ra những cái điều đó thì Đức Phật chấp nhận để chư tăng hành được. Còn những cái chuyện mà không phải cái đó thì Đức Phật không có cho phép, ha. Bởi vì mình đi càng xa thôi, càng càng đi là càng nghĩa là ra khỏi cái con đường thôi, chứ không bao giờ mình đi tới cái mục tiêu hết á. Đó là những cái mình nên để mình hành cái nào mà nó giúp những cái đề mục mà một nửa mình có thể hành thiền định thiền chỉ được. Tại sao Đức Phật vẫn để mình nãy? Tại vì có những chúng sanh từ cái cõi phạm thiên rớt xuống, hết phước xuống, nếu mà bắt họ thì hành thiền mà tứ niệm xứ liền đề mục thực tính pháp 100% liền, họ hành không có được. Bởi vì cái tiền nghiệp của họ là cái định đó, thành ra ngài mới để cho họ hành, ngài mới chấp nhận là hành được chứ không phải không được. Thôi nhưng mà hành những cái mà không có lợi ích thì ngài mới là rầy thôi, rầy bảo rồi làm lại thôi. Chứ còn nếu mà không là ngài cứ nghĩa là ngài thấy có lợi ích ngài vẫn để chứ không phải không. Đó, vấn đề là nó nằm vô đó. Thành ra khi mình phân biệt được những cái đó rồi, mình biết cái nào nên hành, cái nào không nên hành. Chứ còn mình ngồi mình niệm từ sáng tới chiều đó, niệm đã đời rồi, cái tâm mình nó chắc gì nó đỉnh, nó không có đỉnh. Bởi cái đó chỉ là phương tiện trong giai đoạn đầu mà thôi. Mà nếu quý vị đi suốt cả đời rồi, bảo đảm nghĩa là không có ông A Di Đà nào rước, mà chỉ có Diêm Vương là quát mắt thôi. Lúc đó là có thôi đi lùi cũng không kịp. Thành ra cái gì mà nó cần thiết mà đúng thì mình nên làm. Thành ra quý vị vô muốn coi những cái nào mình có thể hành được đó, những cái tác phẩm mà quý vị có thể coi được đó là Thanh Tịnh Đạo chẳng hạn. Đó, quý vị coi ông đó coi, nó liệt kê bao nhiêu đề mục, trong đó có A Di Đà gì không thấy, thấy không? Hoặc là có Quan Âm gì không thấy. Đó. Thành ra những cái sách nào mình cần nghiên cứu thì mình nghiên cứu để nó giúp đỡ mình, sách đó nó giúp đỡ được mình. Chứ mình nghiên cứu những cái để đi ra ngoài nổ thì không có nên. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Ngài Liễu Tâm đã trả lời câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Dạ, Nhật Bình cũng kính cảm ơn câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng ạ. Dạ, mời quý vị có thể đưa bàn tay hoặc là có những câu chết chát ạ. Dạ, ngài kính mời đạo tràng. Dạ, rất là sa thủ. Kính cảm ơn Minh Kinh đã cứu bồ. Dạ, giúp cho đạo tràng có những câu hỏi hay để ngài trả lời. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình cũng chưa thấy có câu hỏi. Và dạ, cảm ơn Định Tuệ Song Tu. Dạ, Nhật Bình xin đọc tiếp. Kính thưa sư, có quan điểm cho
cho anh NTS là Nhật, ít là Nhật Quỳnh không biết đọc sao nha, đọc y nguyên vậy nha. Nhà cho TNX không phải là con đường tứ niệm xứ hả? Dạ. À, quan điểm cho là tứ niệm xứ không phải là con đường độc nhất, mà là con đường trực tiếp, không phải độc nhất, dẫn đến giác ngộ đạo quả. Xin sư dạy rõ thêm chỗ này giúp chúng con. Nam mô Bích Tha giá và con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì bây giờ họ nói gì nói, bữa nào gặp cái người mà nói vậy đó, hỏi cái con đường nào, chỉ cho con đường khác thôi, con đường nào. Nhưng mà chúng tôi nói thường ra là cái con đường này là con đường hoàn hảo từ đầu tới đuôi, để cho những cái người mà ít ba la mật như mình đó, như con người nhờ ba la mật thì ngài không có chỉ từ đầu mà ngài chỉ chỗ khác. Đi chúng tôi từng thí dụ là từ con đường đi từ Sài Gòn mà ra tới Quế đi, Quế là mục tiêu cuối cùng. Thì nếu mà cái vị đó mà đang ở Đà Nẵng đó, thì ngài chỉ đi Quế dễ lắm. Và kinh Tham A Chặt, Tham A Chặt Khập Bồ Tát Na Sô đó, nghĩa là nói sơ giờ là con người đắc sơ quả liền. Nhưng mà bây giờ mình không ở đó, mà mình ở đâu? Ví dụ mình ở Nha Trang, thì ngài biểu hành cái pháp này, pháp này. Ngài không có thể chỉ hành tứ niệm xứ mà pháp khác. Chỉ người đó ở Sài Gòn ngày mới chuyển được đó. Nhưng bây giờ trong trường hợp người đó không ở Sài Gòn, người đó ở Vũng Tàu hay là ở Cà Mau hay là ở ấy, là ngày chỉ đi đâu thì ngày cũng chỉ đi vô Sài Gòn chứ, phải không? Thì bởi vì nó có bánh xe đi lên đó. Thành ra có nhiều chuyện con đường. Thứ nhất là đọc lại con đường bảy đoạn thì biết liền gì đâu. Còn nếu người nào nhanh hơn thì ngài nói rất là ngắn là ạch thẳng đi cả na qua, tức là con đường này giống như là cái tàu đó, chở đi là thẳng tới luôn, là có tám chuyện đó. Chứ đâu phải lúc nào ngài cũng nói giống nhau. Mà mình ngài không nói giống nhau rồi mình dựa vào cái sự hiểu biết rất là, nghĩa là thấp thỏi của mình nữa, mình nói phải vậy thì không nên. Quý vị muốn học thì tìm những cái tên học thiệt đó, quý vị học với họ, những cái ông học thiệt đó. Còn những cái tên học giả quý vị không cần học cũng được. Quý vị học giả là tưởng đâu nói thiệt, không mệt lắm. Nằm mô với thầy á. Dạ, xa thú. Dạ, con nghe ngài nói, con mắc cười quá. Dạ, kiếm học thiệt, biết ai là học thiệt bạch ngài. Dạ, không biết ngài chỉ dạy giùm cái, biết ai là học thiệt. Dạ, cái câu mà định tuệ sân tu hỏi này con cũng có nghe đó bạch ngài. Dạ, con cũng có nghe là y như cái câu hỏi của định tuệ sân tu. Dạ, nhưng mà bây giờ ngài biểu là đi kiếm học thiệt. Dạ, ngài chỉ giùm cho chúng con biết sao là người học thiệt bạch ngài. Dạ, con kính chân mít đến ngài để chúng con kiếm người học thiệt để học bạch ngài. Nam mô Bích Thà giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì chúng ta nói rồi, trong thanh tịnh đạo nói ra rằng người muốn là thiền sư đó, ít nhất nếu mà tốt nhất á bậc thánh, cái thứ hai bậc đắc thiền. Nếu mà không có được hai vị đó thì cái người thứ ba phải là tam tạng pháp sư, tức là họ mới có khả năng này, họ chỉ mình. Chứ còn một tạng hai tạng họ chỉ mình thì mình chỉ đi trong cái giới hạn đó mà thôi. Đó. Tức là học thiệt là phải tối thiểu phải là tam tạng pháp sư. Bởi vì là trong thanh tịnh đạo ra có câu có giải thích thế nào là một vị thiền sư thì đúng đúng nghĩa. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, nếu mình nghe vậy đó, cái quan trọng không phải là cái ông sư đó giảng giỏi hay là ông sư đó giảng đúng, mà cái quan trọng là cái người nghe có phải có khả năng. Vậy chúng tôi nói nhiều lần ở trên room này, có lẽ nhiều người không để ý, ông sư đang dịch thuyết pháp, người nghe có thể đắc đạo quả lúc ngay lúc đó được, nhưng người thuyết không bao giờ đắc đạo quả trong lúc đang thuyết pháp đó. Bây giờ thấy rõ ràng không? Từ thời Đức Phật bây giờ trong kinh điển ghi rất nhiều, nghe đắc, còn người thuyết không ai đắc hết. Tại vì người thuyết tại sao không đắc lúc đó? Tại lúc đó người đó đang dùng chế định pháp để diễn giải một số vấn đề liên quan tới thực tính pháp. Mà cái tâm lúc đó gì đó có thực có chế định pháp thì làm sao mà thấy được cái gì đâu mà đắc
trong hai người nghe có thể nghe tới chỗ đó, quan sát thấy được thực tế pháp, không cần nghe tiếp, đắc đắc ngay chỗ đó. Thành ra bây giờ mình muốn gặp ông giảng sư đó rất là giỏi, giỏi lắm, Tam Tạng pháp sư đi, nhưng cái khả năng mình không có thì mình nghe cũng như dịch nghe sấm thôi đó. Thành ra cái người thuyết giỏi thì người nghe phải có đủ khả năng để quan sát những cái điều đó. Chứ còn thường thường đa số mình nghe ông sư đó giảng giỏi, ông giảng sư đó hay lắm, mình vô mình nghe, nghe xong rồi không thể hạ thủ công phu cái điều ông nói được thì cũng vô ích thôi đó. Thành ra nghe pháp có lợi ích là nghe xong phải có đủ khả năng, đủ tư cách để hạ thủ công phu cái pháp mà ông đó ông thuyết. Tức là ông thuyết thế nào phải dẫn tới pháp hành, mà khi dẫn tới là mình không có hành được, tức là cái lời nghe của mình đó, dầu rằng là chánh pháp đi nữa, nó không giúp ích gì cho người nghe cả. Thành ra mình phải học là vậy, chứ nếu mình không học là không bao giờ mình có thể mình tiến được tới cái giai đoạn cả. Bởi vì nếu mà mình nói mình nghe cái pháp hay đó, cái gì mà thầy hay nhất của mình đó, không phải là mấy ông giảng sư, mấy ông Tam Tạng pháp sư bây giờ đâu, là Đức Phật. Ngài nói rồi, pháp nào ta đã tuyên thuyết, luật nào ta đã chế định cho các người này, Ananda, pháp và luật ấy là thầy của các ngươi. Mình có cái vị thầy độc nhất vô song vậy đó. Mà nếu mình nói là mình có khả năng để mình đọc cho Tam Tạng được thì bảo đảm là có thể hành được, có thể đắc được gì đâu. Bởi cái đó là lời nói của Đức Phật. Mà mình đọc xong thì sao? Vẫn như cũ. Đọc xong rồi không có khả năng. Bởi vì học không là học, mà cái hãy làm phước nguyện được đắc đạo quả, đắc cái gì ông chồng ấy, thấy nước bàn trong ngày vị lai vậy ông chồng. Mà mình không học mà thấy nước bàn là thấy làm sao? Mình không học mà mình nguyện lên cõi trời thì lên cũng còn được, mà cõi trời ơi cũng như gặp thế đó. Thành ra mình đang quán mình học để có căn bản, thành ra mình nghe vậy thế thuyết pháp mình mới có chỗ mình hành được, mình có mới có chỗ để mình tiến bộ được, chứ còn nếu không á rất là khó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, con thành kính tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con ạ. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh thấy đồng hồ Nhật Quỳnh còn hơn 30 phút nữa thôi quý vị, còn khoảng 30 phút nữa thôi. Và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay và mời những câu kết chắc của quý vị ạ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng và kính mời quý vị một lần nữa ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, chưa có câu hỏi à, con nghe xin ngài giải thích. Có rồi, có câu hỏi của Định Tuệ Song Tu rồi. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Dạ, cảm ơn Định Tuệ Song Tu cho câu hỏi. Kính thưa sư, có đoạn kinh: trong khi thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy vân vân, khổ u liên hệ đến thiện không xảy ra cho người ấy, vân vân, khổ u liên hệ đến bất thiện thì dễ hiểu, nhưng trong cái thiện mà cũng có khổ u là sao? Kính xin sư giải thích rõ hơn chỗ này. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, khổ u liên quan tới bất thiện là nó xảy ra trong lúc đó, nó đồng sinh nhau được. Khổ u trong thiện, thiện vẫn có khả năng là nhân của bất thiện như thường. Tại sao? Tại vì thiện á, mà thiện hiệp thế đó, nó vẫn là hoại khổ, chứ nó không thể nào nó là khổ đế được, vẫn là hoại khổ như thường nha. Bởi vì cái thiện đó nó ở với mình trong cái điều kiện nào đó thôi, ra khỏi điều kiện đó mình có thể không tìm lại được, hoặc là nó không có đủ năng lực. Mà khi nó diệt như vậy thì nó đưa tới cái khổ của mình, chứ làm cho không khổ được đó. Thành ra con đường đi ra mà gọi là đường trung đạo, nó vẫn là thiện pháp, chứ nó không phải là bất thiện pháp, nhưng là thiện pháp siêu thế, tức là đi ra.
mình dịch chưa đi ra mình nói vậy, thành ra mình nghe khi mình nghe có hiểu, nhưng mà thật sự con đường đó đó, đường trung đạo đó là con đường đi ra, là ra khỏi cái gì, ra khỏi những cái điều kiện khổ và hoài khổ đó. Thật là khổ liên hệ đến bất thiện đó, là khổ liên hệ đến thiện đó là hoại khổ. Thật là hai cái đó đều nguy hiểm hết. Thành ra làm thế nào để mình phải đi ra khỏi đó. Thành ra thiện nó có cái hai, mà nếu mình nói thường là ba, là bậc để sanh cõi dục, bậc sanh lên cõi thiện và bậc để đi ra đó. Thì bậc để đi ra là cái loại thiện đó, là mình cần phải tạo nhiều nhân duyên để cho nó phát sanh thì nó mới không có liên hệ tới khổ gì sao. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy tuệ song tu đã dâng hoa và sa thú rồi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đầu tràng. Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy tâm pháp chạy ra chạy vô hoài, bây giờ tâm pháp có cầm mít được không, có câu hỏi nào không tâm pháp? Tâm pháp ơi, tâm pháp có câu hỏi không? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy chạy ra chạy rất là nhiều lần rồi, có câu hỏi không thì cầm mít, Nhật Quỳnh nhường mít. Không nghe hay sao đâu, chạy ra chạy vào hoài. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay và có những câu hỏi ạ. Dạ Quỳnh Kinh ơi, cứu bầu đi Quỳnh Kinh. Dạ cũng chưa có câu hỏi mà chưa có bàn tay nha Quỳnh Kinh, cứu bầu vài câu đi Quỳnh Kinh. Quỳnh Kinh hỏi có lẽ là sâu sắc hơn trong giáo pháp, còn Nhật Quỳnh hỏi thì nó không có nằm sâu trong giáo pháp ạ. Dạ tại vì Nhật Quỳnh hiểu rất là ít về giáo pháp. Dạ kính mời Quỳnh nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á, kính lễ thượng tọa Lưu Long. Thì giờ sẵn cái vấn đề mà về cái tứ niệm xứ, con cũng hỏi là trong cái trường thiền á, thì trường nào cũng nói là mình thuộc về thiền minh sát. Thì do đó thì người ta chỉ chỉ về niệm này niệm kia nọ, thì theo như vấn đề đó thì theo sư thì niệm có phải là thiền quán không à? Hay là khi mà thiền quán mới gọi là niệm? Thì như thế nào gọi là niệm? Dạ con cũng lĩnh chưa. Nam mô Bụt Thầy giá kinh bạch chư tôn hiền giả kêu gì? Thiền quán hay thiền minh sát, nghĩa là cái người đang hành thiền tứ niệm xứ. Mà muốn được là thiền quán hay thiền minh sát thì có đủ ba chi tối thiểu mà trong thiền tứ niệm xứ đề cập tới là Atavi Sambhaja No Satima. Bây giờ nếu mà Sambhaja No mình chưa phát sanh, mình chỉ có Atavi với Satima đó, thì cái đó gọi là tập niệm mà thôi. Bởi vì cái lúc đó cái tâm thiện mà quan sát những đối tượng của mình đó, là thiện ly trí chứ không phải là thiện hợp trí. Thành ra cái người mà hành thiền minh sát thì thiệt là phải là thiền hợp trí. Vậy thì trong bài kinh đã nói chứ ba cái chi pháp tối thiểu đó rồi, và chi pháp là đại diện cho bát thánh đạo. Nghĩa là cái người do hành thiền trước hết là sinh giới, thành ra cái giới không đề cập tới. Còn cái chi định nó là Atabi Satima, tức là chi định, và Sambhajano là chi tuệ. Thành ra nếu mà có tối thiểu ba cái đó thì chắc chắn là người ta nghe là được rồi, bắt đầu hành thiền minh sát, dầu rằng chưa thấy được thực tính 100%, vẫn thấy lấp ló qua chế định pháp, nhưng mà vẫn gọi được rồi hành thiền minh sát. Còn nếu mà mình chỉ có niệm không mà không có Sambhajano đó, tức là không có trí tuệ, thì lúc đó là chỉ là tập niệm mà thôi, chứ không phải tập thiền. Một bức thầy á. Sao thứ kính trường thượng tọa Lưu Tông. Nhưng mà con thấy một số, đa số là đi vô trường thiền đó thôi, vô thì nó dư dạy, ví dụ như phòng xẹp suy nghĩ rồi đau nhức vân vân, thì tùm lum như vậy đó. Thì như vậy, như người hành như vậy sau 10 ngày ra thì
những cái cách như vậy có đem đến một cái coi như là đưa đến thanh tịnh để mà diệt trừ khổ không thưa. Nếu mình cứ y cứ theo cái phương pháp đó mình hành trong suốt đoạn đường như vậy nhà con cũng tỉnh chưa? Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn thầy gia kính thưa chư quý vị. Thực sự đi tới nơi tới chốn thì diệt trừ khổ, mà đi chưa tới nơi thì không diệt trừ khổ được. Cái chuyện mà đi khóa thiền khoảng 7 ngày 10 ngày đó đi chơi chứ không hành thiền vậy đó. Ngày xưa lần đầu tiên mà chúng tôi đi qua Miến Điện tới năm khoảng năm 92 á. Lúc đó đang còn học. Nhà được nghỉ hè. Cái chúng tôi mới ra tòa xứ xin đi qua đó. Rồi ông giấu cho anh tháng, nó nói đi tu đích thì ông là nhà sư thì cho anh tháng thôi, còn muốn đi hơn là phải xin phép gì ông chồng. Chúng tôi vô được thiện ngày mai si, chúng tôi nói chúng tôi ở anh tháng. Cái người mà nhận giấy tờ, cái ông cư sĩ ông đâu hỏi, bộ ông đi chơi hả? Hay là ông đi hả? Anh nói tôi không làm thiền mà ông đi ở cái anh tháng thôi, ông muốn đi ông đi chơi hả? Thành ra chuyện một tháng mà vẫn coi là ít, chứ đừng nói 10 ngày, 1 tuần. Bởi vì nó thật sự với quý vị đó, nếu mà chúng tôi mới nói với ông đó, tôi được có visa tháng ông biểu đưa cái bát bòi, lúc đó qua là nhà thầu bát bòi rồi chừng nào mình về nó trả lại. Tôi nói rồi ông ở tới tới khi nào mà về, nghe là ông đó nghỉ bên đó 2 tháng, nghỉ 2 tháng rồi ông ở 2 tháng, thì nói như là đóng dấu tháng nói chuyện đó để nó lo. Nó xách ra ngoài đó nó đóng thêm 1 tháng nữa đó chứ mình không lo gì rồi. Thật là cho thấy là mình ở 1 tháng đó là làm ở cái trường thiền mà nó đã không có quan hỷ rồi đó. Tại sao một tuần lễ đầu cái tâm mình nó ở đâu nó vẫn dao động như thường, một tuần lễ cuối nghe tiếng máy bay là mình ngồi trên máy bay nào mình không hay. Đâu có bao nhiêu thời gian để tu tập đâu đó. Đó là lý do tại sao mà đa số là qua đó là ở lâu, nó cho ở lâu là vậy đó, để nó thử rồi trình pháp nó thử đó. Thành ra cái mình khi mình nhìn cái thấy mấy cái đó rồi mình mới thấy là cái nước người ta nó tổ chức đàng hoàng, chứ còn như bên mình nó thật sự ở Việt Nam bây giờ đó, nhưng nó lập chùa nhiều chứ không có cái chùa nào mà cho ông sư ở từ xa tới ở chừng tháng 2 tháng còn được không, không có đâu ha. Ở ở làm sao mà hành thiền mà này kia sụp, đó là những cái mà mình phải xét lại khi mình muốn lập chùa lập làm sao cho nó đúng mức, chứ còn lập mà để cải gia di tự thì không nên đó. Thành ra khi mình hành thiền nó phải có cái thời gian để cho cái tâm ban đầu mình nó dao động, theo từ mình từ xa mới tới ăn uống rồi này kia bao nhiêu chuyện cái bộ quý tỳ tưởng dễ à, mà khi mình êm rồi đó là nhớ tới ngày về là làm sao hành gì đâu ha. Thành ra đi mà 7 ngày 10 ngày là đi chơi thôi chứ không có làm được gì đó. Mà nhớ lâu thứ nhất không học hỏi phòng xẹp đó, tại sao chúng ta nói đi tới nơi vẫn có kết quả thường. Thành ra khi mà chúng tôi về đó, chúng tôi hỏi cái ông thầy sư, tôi hỏi ta niệm cái này ra để được cái gì. Chúng ta chỉ nói câu Bali vắn tắt thôi, chịt tài xá qua vô tha tụ, tức là thấy trạng thái chuyển động của gió. Thành ra nếu mình có pháp học mình hành tới nơi tới giống dẫn đi tới nơi tới giống cái thường, còn mình không có pháp học không biết chịt tài xá qua vô tha tụ là cái gì, làm sao mình hành được. Giao rằng mình niệm phòng xẹp, phòng xẹp mình cứ niệm cái chế định trăm trăm đâu được, mình phải niệm phòng xẹp chứ cái cử động nào của cái loại gió nào mà nó làm cho cái bụng phòng ra bụng vô chứ đâu có phải chuyện dễ đâu, thấy không. Thành ra cái phương tiện đầu tiên nó tập cho mình có niệm thôi, nhưng mình có pháp học rồi sau đó cái tế tệ nó mới phát sanh được, cái dựa vào một số cái trạng thái vậy đó nó phát sanh được. Chứ còn nếu không phòng đã là nhiều khi nó không xẹp mà ngồi lo nó không chừng. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, nó sao đó, kính trời thần Phật đó. Nhưng mà trong tính từ xưa trong kinh từ xứ Đức Phật cũng có nói chỉ trong vòng 7 ngày thôi người đó có thể chứng đắc được đạo quả. Thì theo như cái những vị đó nói và đi tháng rồi đi chơi thì theo vấn đề này thì mình hiểu như thế nào thưa sư? Trong 7 ngày chỉ cần 7 ngày thôi là có thể thành tựu được là ít nhất và là tu đồ quần trở lên. Thì cái này mình phải hiểu rõ là chính thực như thế nào và con cũng vấn sư.
Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Có bốn hàng người mình rất tiếc, mình hàng người thứ năm nên mình đừng có so sánh gì đó. Hàng người thứ nhất là Úc Có Tị Tịnh Nhu, hàng người thứ hai là Quyết Bà Chị Tịnh Nhu. Úc Có Tị Tịnh Nhu mới là dài một tiếng hai tiếng thôi cũng có thể đắc đạo quả, giống như ngày sau Điều Tạng nghe một câu thôi vẫn có thể đắc đạo quả. Cũng mình đó, mình thuộc loại nó phải nói chứ, sen mà nó không thể lòi lên khỏi bằng nước, bởi vì nó vừa ra khỏi để nó chút là rùa nó cắn bứt kìa. Như giống như chúng tôi với Quỳnh Kinh là đỡ hơn chút, mà vừa lên khỏi bằng nước thì nó đã gãi rồi cũng như không ha. Mình hạng nào mình biết, mình hạng nào mà đầu 7 ngày đó. Chúng tôi đã tính dùng computer tính cũng không ra, chắc khoảng 7 à tăng kỳ nữa, năm một cái tay á. Chào thưa, nhưng mà chẳng cái vấn đề mà như sư nói, vấn đề mà phòng xẹp á, về cái này gió thì giờ thay vì phải niệm phòng niệm xẹp chi cho nó rắc rối thôi, rồi đi thẳng vô gió thì mình niệm gió lát thì cái tâm mình được bắt được cái gió, khi bắt được cái gió thì bắt được cái pháp chân đế, thì như vậy có được không sư? Dạ, con cũng thỉnh sư quan nghĩ giải thích chuyện này. Ngày như mình niệm gió thì nó cũng sẽ thấy gió thôi. Dạ, đúng rồi, bây giờ dạ. Nam mô Bố Thầy Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình niệm gió không được, nhưng mà mình phải biết loại gió loại nào. Cái gió là cái bụng ra khác, bụng phòng là khác, mà cái gió đi xuống khác, gió đi lên khác. Mình niệm gió rồi ở cái mình cũng tưởng đâu đó mình thấy gió là đâu có được. Hoặc là mình đương niệm nó đi xuống là cái quịch cái là mình cũng tưởng mình thấy gió đâu có được. Gió là bụng hồn dẹp nó khác, nó có sáu rồi gió bụng hồn huynh thì mà bố dạy tôi sắc như nhắc cái đó cái kỹ để cho những người nào học với huynh có thể hành được cái phương pháp là niệm gió hoặc niệm hồn dẹp được. Chứ còn không biết thấy gió giống như thở dài, biết thở dài tức là đang buồn đó, thấy không? Chứ là mình thở dài tức là mình biết mình thở dài tức là tốt đâu. Mới nói tới đó mà là đẹp viên không thấy là kênh liền là mô với tay giá. Có thấy là lại qua hỏi gì là không biết phải hỏi ông này chỉ chát chơi thôi. Thì trong cái vấn đề mà phòng xẹp đó, thì cái khi mà người ta là niệm phòng xẹp thì nó có cái sự cứng, khi phòng lên cái bụng cứng xẹp xuống cái bụng mềm, thế người ta nói là giờ mình niệm cứng niệm mềm, niệm cứng niệm mềm thì nó cũng là một cái, nó nói là nó một cái giống như một cái tướng trạng của đất, thì như vậy có được không chứ? Khi mình niệm như vậy ra con không thỉnh chưa. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Dạ Kính Thưa Chư Vị. Cái đó thì không được, bởi vì đồng ý là mình có thể mình thấy đó, nhưng mình thấy sai chỗ, không có đúng. Bởi vì mục tiêu là để quan sát cái chuyển động của gió mà thôi, trong cái làm cho bụng phồng hay xẹp đó, thành ra người ta mới dạy mình niệm phồng hay là niệm cái gì đó để cho thấy cái sự chuyển động của chất gió trong đó, chứ mình không có thấy những cái chất khác. Bởi vì nếu mà nói mình thấy cái chất khác đó thì nó lại có cách niệm nó khác, chứ nó không có niệm phồng hay xẹp. Nghĩa là cái người mà ta nghĩ ra cái phương tiện đó, người ta đã nghiên cứu rất là kỹ để cho khi nào mình niệm cái đó mình phải thấy được cái đó. Dù rằng cái niệm lúc đầu là chế định, nhưng sau này nó cái thực tinh pháp nó sẽ xuất hiện theo cái lối đó. Còn cái cứng mềm nó là khác, thành ra nhiều khi mình không có thấy đó. Nhiều người đi đó, người ta cũng chỉ dạy mình quan sát cái chất gió làm cho cái chân nó chuyển động, nhưng mà người đi là cái nó thấy chân, bước nặng bước nhẹ, nói đó là nó tào lao, không bao giờ thấy được cái gì khác nữa đó. Thành ra những cái gì thiền sư mà ta nghiên cứu những cái phương tiện đó để ta dạy cho mình đó, nó phải có cái căn bản nào đó trong duy diệu pháp hết đó, chứ mình không thể nói theo mình được. Mà mình đi sai căn bản đó, người ta thấy cái điều đó có thể là nó thành hành giả họ tôn cũng chừng, cái đâu phải dễ đâu. Thiền á đi đúng là hậu quả bất khả tư nghị, nhưng mà đi sai một cái hậu quả cũng bất khả tư nghị, chứ không phải dễ đâu. Thành ra những lần
những năm tháng đầu tiên mình học thiền phải có thầy thứ thiệt là vậy đó, để hở cái là họ có thể họ chặn được, chứ không là mình có thể là thành giả, hành giả họ tôn được thì chứ không phải không đâu. Mà chúng tôi thấy cũng nhiều người vậy đó, nghĩa là không biết ông thiền sư cũng dạy sao có hiểu không biết, mà cái theo ý mình không có nên. Thành ra khi họ dạy họ nó có cái kỹ thuật của họ, mà cái kỹ thuật nó phải đi theo một cái chiều nào đó. Ông thiền sư đúng ở trong, có thể là ông không học cái điều đó, nhưng mà khi ông với cái ba là mật riêng, ông có kinh nghiệm riêng, ông vô thầy vô rừng thời gian, ông thấy cái điều đó nên làm về về đấy thì ông thử, nếu mà thành công nhiều ông mới dám dạy chứ, nhưng mà không đâu có dạy, thấy không? Mà khi ông dạy rồi mình đi ngược lại không được, mình phải niệm sao để mình thấy đất thì dễ này kia xong đó. Cái đó nên đi kiếm cái chỗ nào nó dạy kìa, lại xong mình trình pháp, mình trình nó không đúng thầy sư ông. Ông không có giúp đỡ gì được mình là lúc đó người nguy hiểm là mình, chứ không phải là ông thầy sư. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sao hữu, kính thưa anh Phật Đức Tông. Như nói về vấn đề mà đi kinh hành đó, bước nặng nhẹ là cái đó thì là sai, nhưng mà giờ theo như cái vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích. Ví dụ như một người người ta muốn đi, thì trước khi đi người ta là khởi ý là muốn đi nha. Thì khi khởi ý như vậy thì bắt đầu cái chất gió nó phát sanh, thì làm thế nào để mình thấy được xem nó nhanh quá thì làm sao thế nào thấy được cái gió, hoặc là hay là mình cứ niệm gió 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 để mình thấy được cái gió. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Thầy và kính bạch chư tôn này, và kính thưa chư quý vị, cái người mà ta qua kinh nghiệm nhiều năm ta mới thấy được cái đó, còn mình không, mình theo lời ông giảng sư dạy đó là mình quan sát cử động của cái chân, mà cử động đó do cái động lực là gió, chứ còn nếu không thì bởi vì khi mà trong chú giải giải thích rõ ràng, khi mà cái tác ý đó khách xả mê tì chịp tăng hoạch xá tì đó, nghĩa là sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh đó, là quan sát ngay cái cử động nhào nhúng nhích trước đó, chứ không phải là quan sát cái chân. Nhưng tại vì đa số mình vô mình thuộc loại sơ cơ, thành nên những cái thì sư đồng tiền người ta mới biểu quan sát cái chân để cho mình dễ thấy cái đó, chứ không có gì đó đó. Thành ra khi mà cái tư tưởng đầu tiên mà cái căn nguyên đó, cái đó nếu mà trong sẩm và chân giá nó gọi là thấy căn nguyên, tức là thấy thấy cái gốc của cái điều kiện đó trước, tức là khách xả mê tị chịp tăng một bạch chế tị, suy nghĩ sẽ đi phát sanh, thì mình đang đứng ở cái thế đứng đó mà mình có sự suy nghĩ đó, thì cái đầu nhúng nhích, quan sát cái đầu nhúng nhích thì vẫn gọi là quan sát cái thế đi như thường đó, hay là cái vai mình di động vẫn, mình bắt được cái di động của cái vai vẫn gọi là đi như thường, chứ không phải đợi cái chân bước tới mới là đi. Bởi vì tự pháp nó phát sanh lúc nào là phải biết ngay lúc đó thì mới gọi là đi, còn nếu mà chưa biết ngay lúc đó đó, cái đó là mình còn sơ cơ, thì mình nói một cách gián tiếp là mình đang quan sát thế đi vậy, chứ thật sự theo thiền sư thực thiệt họ cho cái đó chưa phải, tại vì nó có nhiều cái cử động đã qua rồi mình không quan sát, không phải thiền quan sát không phải dễ đâu ha, nó rất là khó khăn, mà muốn quan sát cho đúng á nó là cả một cái chuyện lớn lao, chứ không phải chuyện nhỏ. Nam mô Bích Thà giá. À, sa thú là kính trân thọ lữ tông. À, thì trong cái thiền minh sát này quá thật, nó quá vi tế. Thì theo như vấn đề này chẳng hạn như là giờ mình nói mình đi, mà giờ quan sát trở về cội nguồn căn nguyên nó thì quá khó. Bây giờ mình áp dụng thì có người ta chỉ cách mà áp dụng mà vừa tục đế mà vừa chân đế thôi, thì mình phải áp dụng như thế này có thể được hiệu quả không chứ? Chẳng hạn như mình nói vậy, phải bước dơ đụng đạp, thì trong khi mình suy nghĩ, trong khi mình nghĩ phải dơ bước đụng đạp thì mình tác ý mình bắt về những cái pháp thuộc về pháp chân đế, chẳng hạn như gió nó chuyển động, thì cùng lúc nó kêu là song tu, là tục đế là chân tục song tu. Như thế này thì như thế nào thì con cũng thích chứ ạ. Nam mô Bích Thà giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, mình nhớ là khi mà mình quan sát những cái đó trong bài kinh tứ niệm xứ đề cập tới bốn cái mục tỉnh giác đó, tức là bốn mục biết đó,
Thầy hỏi biết cái gì? Thứ nhất mục đích tỉnh giác. Khi mình xin mình khách xả mi tỳ chỉ tăng bạch để mình nghĩ đi đó. Đi lý do gì? Có nên đi dục đó, có nên lấy không? Thứ hai là thích thất. Cái thích hợp là cái mình thấy cái chỗ nào đó, thấy như thế nào. Tại là muốn thấy thì sao thấy. Đó. Cái thứ ba là hành xử tỉnh giác. Cái lúc đi đó, đó nó đang ở trên cái điều kiện gì? Cái cuối cùng quan trọng là cái bức si tỉnh giác, tức là mình thấy phải thấy rõ căn nguyên của nó, tức là căn nguyên, tức là cái chuyển động đầu tiên sau sự suy nghĩ. Nếu vừa suy nghĩ thấy cái chuyển động liền thì cái đó gọi là bức si tỉnh giác, tức là cái sẩm mô hạ sẩm bà tỉnh giác, chứ nó đâu phải dễ đâu. Nếu mà nói dễ thôi mình đâu cần tốn tiền, đâu cần gặp thiền sư làm gì, lần sách ra mình đọc rồi mình hành đi phải không? Mình không có giỡn mặt được mấy đó, vậy giỡn mặt là tiêu chứ không phải giỡn đâu. Đó. Thành ra thường thường trong cái đề mục tứ quân nghi thì cái bốn loại tỉnh giác này đó nó áp dụng ít hơn là cái tiểu quân nghi, bởi tiểu quân nghi nó nhanh, cái cử động nó nhanh hơn. Thì nó cái bốn loại tỉnh giác này nó phải luôn luôn nó có năng lực. Chứ còn nếu mình không thấy những cái này thì thường thường là mình cứ theo ý của mình dở bước đạp đá té ngã dùm sùm đó, mình thấy cái gì phải không? Lúc đó là không thấy gì hết đó, không phải dễ đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã trả lời những câu hỏi của Quỳnh Kinh. Dạ, cảm ơn Quỳnh Kinh đã cứu Nhật Quỳnh cho những câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì con thấy câu hỏi của Định Tuệ Sông Tu. Ồ, cảm ơn Nguyên Trang. Định Tuệ Sông Tu, kính thưa sư, niệm trên pháp chân đế, thực tánh pháp đã được gọi là chánh niệm chưa? Hay phải niệm trên tam tướng thì mới đủ sức mạnh để gọi là chánh niệm thưa sư? Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con kính dân mít đến ngài. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra mình chỉ tập niệm thôi, chứ mình nói mình có chánh niệm đó là nói cho hơi quá, chứ làm gì có chánh niệm. Chánh niệm, cái niệm nó phải có năng lực kia lắm, mà cái năng lực đó cỡ nào, cái đó là phải dựa vào Bali hoặc dựa vào chú giải. Chứ còn mình nói cái chỗ nào mà mình không có check được với chú giải trong Bali thì không thể nào nói được. Chúng tôi thường thường hay thí dụ trong cái bài kinh mà nói về bảy phẩm trời đạo đó, quý vị thấy rõ ràng không có chánh niệm quá dễ. Cho tới thất giác chi vẫn là niệm giác chi như thường, chứ tôi có đâu có chỗ nào nói là sẩm xạ tỳ phốt chăn khô đâu. Thì hỏi cái người mà liền tới cái mức đó, họ thấy tam tướng chưa? Họ thấy từ khuya rồi chứ mà vẫn gọi là niệm giác chi như thường. Hay là mình phải công số vấn đề đó, chú giải họ nhà thích, nếu mà chỗ đó thấy được vậy thì có thể gọi là chánh niệm, thì lúc đó mình nên sử dụng. Còn nếu không, đừng bao giờ nên sử dụng, và sử dụng cái đó là quá đáng. Nếu không phải lúc nào cũng nói chánh niệm, niệm chưa có rồi sống chánh niệm. Rồi nghèo mà xài sang mai mốt trả nợ chết luôn á. Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, Định Tuệ Sông Tu đã tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, bây giờ đồng hồ Nhật Quỳnh còn có mấy phút mà. Dạ, kính mời bằng tay quý vị. Nguyên Trang bây giờ có câu hỏi chưa Nguyên Trang? Dạ, đạo tràng có vị nào có câu hỏi chưa? Xin mời bàn tay và mời những câu chết chát à. Châu Phan vào đầu tràng có câu hỏi không Châu Phan? Châu Phan ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Nhật Quỳnh nhường mic. Hello. Không có câu hỏi. Dạ, thôi thì con hỏi một câu. Bạch ngài, hồi trước á, con mới biết đạo á, thì con thấy những cái chùa đó mà người ta nuôi em bé đó, nuôi trẻ mồ côi á, thì con thấy rất quý những cái chùa đó. Dạ, con thấy rất quý cái chùa đó. Nhưng mà càng về sau này càng học á, thì con thấy thắc mắc về vấn đề này. Ví dụ như con nghe là Đức Thế Tôn cho một
giới luật đó, vị tỳ khưu có thể đi khất thực về nuôi cha mẹ mình thôi. Dạ. Mà bây giờ mà ở chùa mà nuôi những em bé như vậy thì theo như luật của Đức Thế Tôn có đúng không bạch sư? Dạ, đúng không bạch ngài? Tại vì ví dụ như mà vị tỳ khưu đi khất thực chỉ được nuôi cha mẹ thôi, mà bây giờ mình nuôi nhiều cái đứa trẻ như vậy mình có nên không? Mình còn cái thời gian để mình tu tập hoặc là cái này có phạm giới luật gì không bạch ngài? Dạ, con kính nhân mít đến ngài, nhờ ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Ông sư, theo luật thì ông sư, nếu mà trong trường hợp mà cần emergency thì cái đồ cái gì tới tay ông sư, ông sư chỉ có thể dâng cho cha mẹ hoặc bạn đồng phạm mạnh mà thôi. Đó. Còn nếu mà không á thì không được làm. Thành ra như cái chuyện mà ông sư nuôi đó là gánh nặng. Gánh nặng đó Đức Phật không cho phép ông sư làm. Ngay cả khi một cái người mà có con rồi đó, mà khi vô tu mà con còn nhỏ đó mà thì chư tăng là tùng thở có người phải là người rảnh nợ chưa đó. Mà có người nói là nó còn con nhỏ phải nuôi là đã tu không thành rồi. Thì khi mà tu mà nuôi mấy đứa nít đó là chuyện nó không có đúng, không đúng gì lắm. Sư là người phải, ta gọi là xuất gia, tức là ly ngũ dục đó. Mình còn ham muốn, ham thích cái này đó là sai rồi, chứ đừng có nói gì khác đó. Đó là cái nhiều người họ làm, tại vì họ thấy mấy trẻ mà con ai nuôi họ nuôi để họ kiếm lại, kiếm lấy rồi thêm vô cho chùa để xây ấy đó. Thật sự ra nếu mà mình xây chùa mình rành không phải là chuyện của ông sư, như là nhớ đó, chừng nào mình làm nó sai. Cái chuyện xây chùa, cái chuyện hộ trì chùa là chuyện của cận sinh nam, cận sinh nữ. Đó. Ông sư học pháp, hành pháp và hoằng pháp, cận sinh nam nữ là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Đó. Thành ra cái chuyện mà nếu cận sinh nam, cận sinh nữ không có đức tin ông sư đó thì ông sư có kêu tiền để xây chùa là trật. Không được quyền, không có quyền đó. Ông sư chỉ ngày ôm mình bác đi xin kiếm công mà thôi. Ngày kiếm ăn một cái sinh thôi chứ không có được làm gì khác cả. Thì nó lấy gì nuôi mà không ấy là phải đi thì bệnh nên nuôi nó, cái đó là trật trật nữa. Người ta dân cho ông sư mà thật sự ở các nước khác mà họ biết thì họ cũng cho ông sư đó chết luôn, không có để bác nữa chờ đó. Thành ra chuyện nó không nên mà không có được quyền làm. Đối với ông sư là không được quyền làm. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Còn câu hỏi đi nhớ ghi lại đi, hết giờ rồi. Tất cả phước báo phát sanh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hay là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cư sinh đang nguyện hữu trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thầy giá, nam mô Thầm Mà giá, nam mô Sẵn Khai giá, nam mô Rất Tịnh Nát Tây Giá Sa. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm. Nam mô Bích Tha dạ, chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã thảo luận Phật pháp. Chúng con thành kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, con Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp, và con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi chúc phúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối ạ. Dạ, Nhật Bình xin lỗi Như Thật nha, Nhật Bình mốt cái câu của Như Thật lên là ngài nói lưu lại rồi. Dạ, Nam mô Bích Thà giá. Bụt tà măng ghê nà văn đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng bụt thể vô khá lý tổ đô sơ bụt thô hà mà tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vi chân Đức Phật là đấng Chi Tôn Chỉ Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Bụt tà măng ghê nà văn đê hăng thẩm manh cho được vi thẳng và răng
thầm mê vô ca li tô đổ sô thầm mô ca ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn canh cho được vì thốt tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô cà mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thỉnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Dạ, sư có trở lại máy chưa? Chưa, cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, đạo tràng có thấy tín hiệu của ngài Trí Đức không quý vị? Viên Trang ơi, Viên Trang có thấy tín hiệu không? Má Nhật Quỳnh có vấn đề rồi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ, cảm ơn Thi Lâm. Dạ, Nhật Quỳnh sợ máy của Nhật Quỳnh có vấn đề. Nhật Quỳnh định ngài lên chúc phúc quá thì. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Là mời Nguyên Trang tiếp tục. Mà bây giờ thì không có ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp. Dạ, bây giờ không có ngài thì mình làm tắt, phải không quý vị? Chứ giờ biết làm sao giờ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hoa ya ni vạn ta li khê ta tha ga tăng đê qua ma nu sư bố chi tăng bố tăng nam ma sa na sư quá thi hô tu dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hoa ya ni